Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 1966 gầy thì làm sao? Sau đó, cậu ta lại tỏ vẻ đáng thương nói với Ngô Bình, anh ơi, mấy hôm trước, ông lại cắt tiền tiêu vặt CA em rồi, anh xem cho em một ít đi. Lý Vân Đầu rất nghiêm khắc với Lý Hoàng Đào, đợt vừa rồi thấy cậu ta ham chơi quá đà nên đã chắt luôn tiền sinh hoạt. Lý Hoàng Đào đang có vài chục triệu hàng tháng, nay mua du thuyền, mai mua xe sang, hơn nữa còn thích lấy tiền bao lũ bạn xấu đi ăn đi chơi. Lý Vân Đầu hừ nói, Tiểu Bình, đừng chiều hư nó, ông đã quyết định cắt tiền sinh hoạt của nó trong nửa năm rồi. Lý Hoàng Đào muốn bật khóc, ông, thế thì cháu chết đói ạ, ông nhìn đi, cháu gầy hẳn rồi. Lý Vân Đầu lừ mắt, gầy thì làm sao? Ngô Bình biết Lý Hoàng Đào không có tiền thì coi như mất nửa cái mạng nên nói, ông ơi, cháu tin Hoàng Đào sẽ thay đổi, ông đừng cắt tiền sinh hoạt của em nó nữa. Dứt lời, anh đưa cho Lý Hoàng Đào một cái thẻ, đây là thẻ của anh, em cứ tiêu thoải mái, hết cũng không sao. Nhưng nhớ phải làm việc chăm chỉ, ngoài ra không được ra ngoài hạnh huệ người khác, hay làm chuyện thị phi. Lý Hoàng Đào mừng rỡ, cảm ơn anh. Cậu ta cầm thẻ mà cười ngoác miệng. Lý Hoàng Đào chỉ ăn vài miếng rồi kéo cô bạn gái đi luôn. Lý Vân Đầu lắc đầu nói, Tiểu Bình, Hoàng Đào mãi vẫn thế, cháu cho nó nhiều tiền thế là chiều hư nó đấy. Ngô Bình, cậu ấy còn ít tuổi, ham chơi cũng là chuyện bình thường, vài năm nữa tự tu thân thôi ông. Lý Vân Đầu, ừ, đành chờ thêm vậy, nếu nó vẫn không tiến bộ, ông sẽ tống nó ra nước ngoài, lấy vợ rồi sinh con. Bà nội Ngô Bình hỏi, Tiểu Bình, Mỹ Ngọc sao rồi? Vẫn ổn chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình, bà yên tâm, cô ấy vẫn ổn. À, cô ấy mới thi đại học, chắc sắp có kết quả rồi. Bà nội anh rất quan tâm đến Mỹ Ngọc, thế à? Thi được bao điểm? Ngô Bình gọi cho Ngô Mi, Tiểu Mi, Mỹ Ngọc đâu? Ngô Mi, Mỹ Ngọc đang đọc sách ạ? Ngô Bình, cô ấy thì được bao điểm thế? Ngô Mi cười đáp, thì tốt lắm, chị Mỹ Ngọc được 705 điểm. Ngô Bình, 705 điểm, cao vậy sao? Ngô Mi, đương nhiên rồi, xếp thứ 37 toàn tỉnh. Thành tích này có thể vào được Hoa Thanh hoặc Thiên Kinh học đại học đấy. Ngô Bình, không tệ, Mỹ Ngọc muốn học ở đâu? Ngô Mi, chị Mỹ Ngọc nói muốn học ở Hoa Thanh vì em nói với chị ấy anh cũng tốt nghiệp ở đó. Ngô Bình, vậy cũng được. Sau đó Lý Vân Đầu dành điện thoại để nói chuyện với cháu gái. Ngô Bình thì thuật lại tình hình của Mỹ Ngọc cho bà nội. Bà nội nghe xong thì rất vui, nói, Mỹ Ngọc thông minh thật đấy. Tiểu Bình, cháu phải chăm sóc tốt cho nó đấy nhé. Ngô Bình đáp, bà nội yên tâm, cháu chắc chắn sẽ chăm sóc Mỹ Ngọc thật tốt. Ăn cơm xong, Ngô Bình đăng nhập vào diễn đàn Thần Huy. Anh phát hiện sau khi trở thành thiên sứ một sao thì độ khó của nhiệm vụ được nhận càng tăng cao và phần thưởng nhiệm vụ cũng cao hơn. Anh tiếp tục chọn những nhiệm vụ hành nghề y cứu người. Rất nhanh sau đó, anh phát hiện ra một nhiệm vụ như vậy nhưng giải thưởng lên tới 100 triệu đô. Chương 1967 Ngô Bình liền bắt đầu luyện Như Lai thần công. Nhiệm vụ là giúp một người cơ thể suy nhược, lão hóa tiếp tục sống khỏe mạnh thêm hơn 20 năm nữa. Ngô Bình lập tức nhận nhiệm vụ. Đối với anh, việc khiến một người cơ thể đang suy kiệt sống thêm mấy chục năm cũng chẳng phải chuyện khó, chỉ cần luyện một ít thuốc là được. Sau đó, anh lại nhận thêm nhiệm vụ thứ hai, tiền thưởng là 500 triệu đô. Đối phương nói muốn có được một loại thuốc có tác dụng gây ảo giác mạnh hơn cả thuốc phiện, nhưng sau khi sử dụng không được phép gây hại cho cơ thể và tinh thần người sử dụng. Hơn nữa đối phương nói, nếu có thể điều chế loại thuốc này thì anh ta sẽ mua thường xuyên. Ngô Bình nghĩ ngợi một lát. Cho rằng luyện ra loại thuốc này cũng chẳng phải việc khó nên nhận nhiệm vụ ngay. Một lúc anh nhận liền hai mươi mấy nhiệm vụ, đều liên quan đến y dược. Sau khi đã nhận nhiệm vụ, Ngô Bình đương nhiên không thể nào nhàn rỗi. Anh bắt đầu say sưa luyện thuốc mà không biết đêm đã về khuya từ bao giờ. Lý Mai không làm phiền anh. Sau khi luyện xong mấy loại thuốc, Ngô Bình liền bắt đầu luyện Như Lai thần công. Như Lai thần công anh đã luyện đến tầng thứ tư. Hiện đang luyện tầng thứ 5 là ba thức chân yêu. Thuật chân yêu có thể áp chế yêu tà, là một loại pháp thuật vô cùng hữu dụng. Có điều, tu luyện Như Lai thần công khá khó, anh khổ luyện đến khi trời sáng cũng chưa qua được giai đoạn nhập môn, vẫn còn cách tu luyện thành công một khoảng cách xa. Trời sáng,
anh liền thông qua diễn đàn thần huy gửi đi những loại thuốc anh luyện cho những thành viên đã giao nhiệm vụ cho anh. Trong vòng 24 giờ, họ sẽ nhận được thuốc. Sau khi gửi xong thuốc, anh ra lệnh xuống dưới cho Hắc Thiên Giáo ra tay với Fred. Người ra tay là Trương Tây Linh, ông ta điều khiển ý thức của Fred, khiến gã chuyển toàn bộ tài sản của mình cho Hắc Thiên Giáo. Chỉ trong một ngày, toàn bộ tài sản ở Đông Nam Á của nhà họ Chu đổi chủ mà người nhà này không hề hay biết. Ngô Bình cũng không rảnh rỗi, anh dành một ngày để nghiên cứu hai loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Một loại có ích đối với mạch máu, một loại có ích với dạ dày. Các bệnh về mạch máu não rất phổ biến, đặc biệt là ở người già. Còn bệnh dạ dày thì càng phổ biến hơn, gần như gia đình nào cũng có một người bị. Anh không ngừng điều chỉnh hiệu quả của thuốc, cố gắng hạ thấp giá thành. Đến ngày hôm sau anh mới chốt được công thức cho loại thực phẩm chức năng bảo vệ mạch máu và đặt tên nó là Tâm Lạc Khang. Khi anh thông báo với Đào Như Tuyết về phương thuốc và công đoạn chuẩn bị sản xuất, cô ấy rất vui mừng, lập tức cho người sản xuất thử. Loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe này dễ được phê chuẩn, có thể nhanh chóng tung ra thị trường và thu lợi nhuận khủng. Cùng hôm đó, Đào Như Tuyết đã cho quảng cáo thuốc trên các phương tiện truyền thông. Riêng chi phí quảng cáo cho tháng đầu tiên đã lên tới 5 tỷ tệ, sau đó giành được khung giờ vàng quảng cáo trong nhiều chương trình hot. Chỉ riêng người phát ngôn, Đào Như Tuyết cũng bỏ núi tiền ra để thuê những người nổi tiếng hot nhất lúc bấy giờ. Sau khi giao phương thuốc cho Đào Như Tuyết, Ngô Bình lại lên diễn đàn thần huy xem. Anh phát hiện, 20 mấy nhiệm vụ anh nhận kiếm được hơn. Chương 1968 có tin gì mới thì nói với tôi. Nhiệm vụ này vừa được giao, chưa tới 5 phút đã có người nhận. Ngô Bình bảo Diệp Huyền chú ý đến động tĩnh ở Thiên Kinh, có chuyện gì lập tức báo với anh. Thật không ngờ người nhận nhiệm vụ kia quá cao tay, chưa tới 3 tiếng đồng hồ, Diệp Huyền đã gọi cho anh. Tiền bối, lão già Chu xong đời rồi, nhưng sao người biết trước vậy? Ngô Bình cười đáp, tôi tiên tri được, đúng rồi, lão ta bị đốn hạ kiểu gì vậy? Diệp Huyền cười đáp, lão ta cũng đen, có người tung clip lão ta đang vui vẻ cùng gái lạ. Chậc chậc, già rồi mà biết chơi ra phết, còn nữa, có một ông lớn nào đó muốn đối phó với lão ta. Cho nên đã dở trò ném đá giấu tay, lão già đó chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Nửa tiếng trước, lão ta đã bị bắt giam rồi. Hơn nữa thư ký và đám tay chân của lão cũng bị giám sát chặt chẽ. Nói đến đây, Diệp Huyền tiếp, lão già Chu này chắc chắn đã đắc tội với nhân vật lớn nào đó rồi nên không chỉ bị gài mà cả sản nghiệp ở nước ngoài cũng bị cuỗm mất luôn. Ha ha, tiền bối, lão già này đắc tội với tiền bối sao? Ngô Bình không phủ định cũng không khẳng định mà chỉ đáp. Tiếp tục nghe ngóng đi nhé, có tin gì mới thì nói với tôi. Diệp Huyền cười đáp, thủ đoạn của tiền bối càng ngày càng cao minh. Đúng rồi tiền bối ở đâu để đệ tử đến tìm người? Ngô Bình, tôi đang ở nước A Mã, ở đây nhiều người đẹp lắm. Diệp Huyền mừng rỡ, vậy đệ tử đến đó được không? Ngô Bình, không được. Diệp Huyền kêu lên, tiền bối, chơi gì kỳ vậy? Ngô Bình, chuyên tâm tu luyện cho tôi. Một thời gian nữa tôi sẽ về kiểm tra, nếu không tiến bộ thì xem tôi xử lý anh thế nào. Nói mấy câu chuyện phiếm rồi Ngô Bình đột nhiên hỏi, sư huynh tôi đâu? Nghe Ngô Bình nhắc đến Diệp Thiên Tông, Diệp Huyền thở dài thườn thượt, tiền bối đừng nhắc nữa. Ông già nhà đệ tử cứ rảnh một cái là tìm đối tượng cho đệ tử xem mắt, đòi đệ tử sinh cháu trai cho ông ấy. Ngô Bình, vậy thì anh sinh một đứa đi, sư huynh chẳng qua là nôn nóng muốn bế cháu thôi. Diệp Huyền đáp, đệ tử còn chưa muốn kết hôn, mục tiêu của đệ tử là trở thành sát thủ hàng đầu. Ngô Bình, dã tâm lớn thế này, sau này để tôi nói với sư huynh. Sư huynh mà biết anh có chí thế này thì chắc mừng rớt nước mắt. Diệp Huyền đầu hàng, tiền bối, đệ tử sai rồi. Mục tiêu của đệ tử là tu thành địa tiên, làm rạng danh Đông Phật tiên sinh nhà chúng ta. Nói đến đây, Diệp Huyền chợt nhớ ra, tiền bối, bộ phim đó công chiếu rồi. Tiền bối xem chưa? Ngô Bình biết Diệp Huyền đang nhắc đến phim của Lâm Băng Tiên nên hỏi, vậy sao? Đã chiếu rồi sao? Diệp Huyền cười đáp, đã công chiếu 7 ngày rồi, tổng lượng vé bán ra là 2.45 tỷ vé. Ngô Bình kinh ngạc, bán được nhiều vậy sao? Diệp Huyền, đệ tử đã tính rồi, lượng vé bán ra trong nước có lẽ không ít hơn 5 tỷ vé. Ngô Bình, vậy thì tốt quá, còn tình hình ở phòng vé nước ngoài thì sao? Diệp Huyền, bởi vì biên kịch, đạo diễn,
thậm chí là cả nhà sản xuất của bộ phim đều nổi tiếng toàn thế giới nên thuê về tốn nhiều tiền nhưng đắt sắt ra miếng. Hôm qua bộ phim đã công chiếu tại các phòng vé lớn trên thế giới, ngày đầu tiên ở phòng vé Bắc Mỹ đã thu lại $1 triệu, tính đến nay đã thu được khoảng hơn $10 triệu. Ở phòng vé châu Europa thì ngày đầu tiên thu được €9 triệu, tính đến nay cũng được hơn €10 triệu rồi. Ở các quốc gia khác cũng liên tục công chiếu các bộ phim mới. Chương 1969 thôi được rồi, tôi sẽ nghĩ cách giúp anh. Ngô Bình, nói như vậy thì doanh thu phòng vé trên thế giới rất khả quan. Diệp Huyền, đúng vậy, doanh thu phòng vé nước ngoài có lẽ còn vượt cả doanh thu trong nước, nhưng cũng còn phải xem tình hình đã. Công ty đệ tử đang làm công tác tuyên truyền, đã mời không ít người nổi tiếng hàng đầu Âu Mỹ để quảng bá phim, trước mắt thì hiệu quả khá tốt. Diệp Huyền nói tiếp, tiền bối, sau bộ phim lần này thì Lâm Đại Minh Tinh và Trần Lăng Xương có lẽ sẽ trở thành siêu sao cung phu toàn cầu. Mấy ngày nay có nhiều công ty điện ảnh Âu Mỹ gọi điện đòi hợp tác nhưng đệ tử đã từ chối rồi. Ngô Bình, sao lại từ chối? Diệp Huyền, tiền bối, ngôi sao cung phu là ưu thế của chúng ta, đệ tử quyết định lấy đó làm gốc để đưa điện ảnh nước nhà vươn ra thế giới. Ngô Bình, cách nghĩ hay lắm. Diệp Huyền cười đáp, tiền bối, có điều muốn làm được vậy thì phải có tiền bối trợ giúp. Ngô Bình thấy rất kỳ lạ, cần tôi trợ giúp. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối, cho mấy người đẹp bên cạnh tiền bối tới chỗ đệ tử đóng phim đi. Ngô Bình hạn hán lời, họ đâu phải diễn viên chuyên nghiệp. Diệp Huyền, không sao hết, đệ tử sẽ thuê diễn viên chuyên nghiệp dạy họ. Ngô Bình, không được, họ là người của tôi thì phải ở bên cạnh phục vụ tôi chứ. Nói rồi, Ngô Bình như thể nghĩ ra điều gì đó. Bình thường anh có khá nhiều trợ thủ là nữ, nhưng bình thường cũng không có việc cho họ làm mấy. Nghĩ đến đây, Ngô Bình đáp, có điều, ở chỗ tôi có khá nhiều người đẹp biết võ thuật. Tôi sẽ chọn cho anh 10 cô, anh tự xem có phù hợp không. Diệp Huyền mừng rỡ, 10 cô, vậy quá tốt rồi. Ngô Bình, vậy cứ thử xem, không phù hợp thì cũng không sao. Diệp Huyền, tiền bối, có thể tìm giúp đệ tử thêm 10 anh bạn đẹp trai lại biết võ không? Tốt nhất là những người có tu vi cảnh giới khí. Ngô Bình cười lạnh, làm người thì phải biết chừng mực. Diệp Huyền, tiền bối, giúp đệ tử đi mà. Ngô Bình nghĩ một lát rồi đáp, thôi được rồi, tôi sẽ nghĩ cách giúp anh. Cảnh giới khí thì đã được coi là cao thủ tại các địa phương nhỏ. Họ vốn đã có thể tự làm ăn kiếm được hàng trăm triệu tệ rồi nên đâu có hứng thú đi làm diễn viên. Cho nên yêu cầu của Diệp Huyền quả thực khá khó. Cúp điện thoại xong, anh gọi điện cho chùa Đại Thiền nói mình cần 10 võ tăng ngoại hình ưa nhìn để đi đóng phim. Các nhà sư ở chùa Đại Thiền nghe xong yêu cầu của Ngô Bình thì không khỏi khinh bỉ. Có điều địa vị của Ngô Bình trong chùa rất cao, hơn nữa lại có ơn với nhà chùa nên cũng không ai lên tiếng phản đối. Cứ như vậy, ngày hôm đó Ngô Bình đã huy động được 10 hòa thượng độ tuổi từ 17 đến 20, tinh thông võ nghệ lại ưa nhìn. Có người là kiểu ngây thơ trong sáng như dân mạng hay gọi là tiểu thịt tươi, cũng có người khỏe khoắn nam tính, còn có 2 hòa thượng đẹp phi giới tính, trang điểm lên còn đẹp hơn cả con gái. Đương nhiên, quan trọng nhất là những người này có thể chất cực tốt nên đóng phim hành động chỉ là chuyện nhỏ. Cho dù có yêu cầu cao hơn thì họ cũng dễ dàng đáp ứng. Chương 1970, người đi tìm cách tăng tốc đi. Ngô Bình cũng chọn 10 người đẹp luyện cung phu, vóc dáng đẹp, mặt xinh rồi phái tới Thiên Kinh. Sau đó anh bảo Mộc Lan phát vé xem phim cho họ ra rạp xem thử phim của Lâm Băng Tiên. Bộ phim dài 1 tiếng 50 phút, tình tiết kịch tính, cảnh chiến đấu mãn nhãn, hơn xa các bộ phim dùng kỹ xảo. Lâm Băng Tiên diễn rất tốt nhưng còn thua xa Trần Lăng Xương. Bộ phim này người được lợi lớn nhất chính là Trần Lăng Xương, cô ấy chắc chắn sẽ trở thành đả nữ màn ảnh nổi danh thế giới. Xem phim xong, Ngô Bình gọi điện cho Lâm Băng Tiên và Trần Lăng Xương để chúc mừng họ vì thành công của bộ phim này. Nhưng kỳ lạ là anh gọi nhưng cả hai không nghe máy. Gọi mấy lần không ai thưa nên anh đành liên lạc với Diệp Huyền. Lâm Băng Tiên và Trần Lăng Xương đâu rồi, sao tôi gọi không ai nghe máy? Diệp Huyền, tiền bối, không phải họ đã đi Nam Mỹ rồi sao? Chuyện này tiền bối cũng biết mà. Ngô Bình lúc này mới nhớ ra Lâm Băng Tiên muốn tới đó để gặp bố còn Trần Lăng Xương tới đó để quay vài cảnh phim nên đã đi cùng nhau. Ngô Bình lập tức liên lạc với người phụ trách tại Nam Mỹ của Thiên Long và Đường Môn, bảo họ tìm hiểu tung tích của hai cô gái. Một tiếng sau,
cả hai bên đều không tìm được đầu mối nào. Sau khi Lâm Băng Tiên và Trần Lăng Xương vào khách sạn thì đột nhiên biến mất không rõ tung tích. Ngô Bình gửi thông báo hỏa tốc, huy động cả hai bên lập tức dốc sức điều tra. Anh cũng đứng ngồi không yên, chuẩn bị đích thân tới Mexico tìm hiểu chuyện này. Không lâu sau, anh đưa theo 4 long vệ và một người phiên dịch Vadi lên máy bay đi tới Mexico. Trần Lăng Xương và Lâm Băng Tiên mất tích tại một thành phố của Mexico, hiện giờ vẫn chưa tìm được manh mối nên anh phải lập tức tới đó. Máy bay cất cánh, Ngô Bình hỏi, phải bay bao lâu? Vadi đáp, giáo chủ, khoảng 14 tiếng. Ngô Bình, lâu quá, cố gắng bay nhanh hơn đi. Anh nói với Viêm Dương, người đi tìm cách tăng tốc đi. Viêm Dương, vâng. Viêm Dương bay ra ngoài, biến thành một tấm da khổng lồ ôm lấy đầu máy bay. Một giây tiếp theo, máy bay bắt đầu bay với tốc độ nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Phi hành đoàn mặt trắng bệch ra vì sợ hãi, các thiết bị trên máy bay đều kêu báo động. Về sau, phi hành đoàn tắt luôn động cơ, hoàn toàn mặc kệ cho Viêm Dương kéo máy bay đi. Hơn một tiếng sau, máy bay xuất hiện trên bầu trời Mexico. Không cần phải đi vào sân bay mà hạ cánh luôn trên một bãi cỏ trống. Vừa xuống máy bay, ở đằng xa đã có vài chiếc ô tô đi tới. Cửa xe mở ra, người phụ trách của Đường Môn và Thiên Long đã tới. Chương 1971 không được uống trà. Người phụ trách của Đường Môn tên là Đường Hiến, là một người đàn ông chừng 40 tuổi, khí tức rất mạnh và ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Tham kiến thiếu tôn, anh ta quỳ trên mặt đất vô cùng cung kính. Địa vị của Ngô Bình chỉ đứng sau môn chủ, hơn nữa anh còn được canh tổ coi trọng. Đó là vị thế mà Đường Hiến cả đời chỉ có thể ngước nhìn. Ngô Bình gật đầu, không cần đa lễ. Người phụ trách của Thiên Long cũng bước tới, nói, Long chủ, thuộc hạ Đinh Phụng phụ trách công việc của Thiên Long ở khu vực Nam Mỹ. Ngô Bình gật đầu, Đinh Phụng, có tin tức gì chưa? Đinh Phụng lắc đầu, trước mắt vẫn chưa tìm ra tung tích của họ. Đường Hiến lúc này lên tiếng, thiếu tôn, chúng tôi thì đã tìm được một vài thứ. Ngô Bình, ồ, anh nói thử xem. Đường Hiến, người của chúng tôi phát hiện bên dưới khách sạn đó là một lối đi dưới lòng đất. Nó dẫn đến một giáo đường cách đó không xa. Ngô Bình, vậy rất có thể hai người họ bị bắt đi bằng lối đi đó. Đường Hiến, khả năng đó rất lớn. Còn nữa, chúng tôi đã tới giáo đường đó thì phát hiện nơi đó rất không bình thường. Đó là nơi liên lạc của băng đảng Mexico. Ngô Bình nheo mắt lại đáp, băng đảng Mexico sao? Các thế lực xã hội đen ở đây được gọi chung là băng đảng Mexico, bọn chúng còn được vũ trang hiện đại hơn cả quân đội chính quy. Tổng thống, thẩm phán tối cao của đất nước này thường xuyên bị băng đảng này ám sát. Trị an ở nơi này vô cùng hỗn loạn, có lúc loạn đến mức những băng nhóm này cũng không thể chịu nổi mà phải phái người đi dọn dẹp. Suy nghĩ một lát. Ngô Bình đáp, Đường Hiến, anh có cách liên lạc với thủ lĩnh băng nhóm đó rồi nói rõ mục đích của chúng ta không? Nếu như bọn chúng nể mặt thì là tốt nhất, nếu không thì sẽ chơi theo cách của tôi. Đường Hiến, vâng, tôi lập tức đi làm. Ngô Bình lại nói với Đinh Phụng, Thiên Long là tổ chức bí mật, không thường ít giao du với các thế lực bản địa nên tạm thời anh chưa cần hành động, chỉ cần phối hợp hỗ trợ Đường Hiến là được. Vâng, Đinh Phụng nhận lệnh. Ngô Bình được sắp xếp chỗ ở tạm trong một biệt thự. Xe của anh vừa vào trong sân thì Ngô Bình phát hiện môi trường ở đây khá tốt. Đường Hiến đã ra ngoài điều tra, Ngô Bình ở lại biệt thự chờ tin. Vừa ngồi xuống nâng chén trà lên thì anh đột nhiên cau mày. Trong trà có độc. Anh lập tức nói, không được uống trà. Chương 1972 vậy không đồng ý thì sao? Viêm Dương lao ra ngoài, một vài phút sau thì quay trở lại báo cáo với vẻ kinh ngạc. Thượng Thiên, kết giới này không hề bình thường, tôi không cách nào phá được. Ngô Bình khẽ thở dài, là do tôi đã quá chủ quan. Đúng ra tôi phải sớm nghĩ ra bọn chúng bắt Lâm Băng Tiên vốn là để dụ tôi tới. Vadi ngạc nhiên, kẻ muốn đối phó với giáo chủ là ai? Ngô Bình, giờ tôi vẫn chưa rõ. Anh đi ra ngoài, quan sát tứ phía thì phát hiện trên kết giới dán đầy bùa, khí tượng không hề bình thường. Đừng nói là anh. Cho dù có là tiên quân ở đây cũng không phá nổi kết giới này. Không lâu sau, Đinh Phụng mang một tốp người tới. Anh ta hỏi, Long chủ tìm tôi có việc gì vậy? Ngô Bình, ai bảo anh quay lại đây? Đinh Phụng, Đường Hiến nói Long chủ tìm tôi có việc nên bảo tôi đưa anh em tới đây.
Ngô Bình thở dài, xem ra Đường Hiến này đã bị mua chuộc rồi. Ninh Phụng kinh ngạc, Long chủ, có chuyện gì vậy? Ngô Bình nói rõ tình hình, Ninh Phụng nghe xong thì vẻ mặt vô cùng khó coi, đáp việc này, để tôi dẫn anh em phá vòng vây bảo vệ Long chủ an toàn rời khỏi đây. Ngô Bình xua tay, không có tác dụng, đối phương đã sử dụng kết giới mà tôi không thể phá giải. Nói rồi, anh quay vào trong nhà, lấy ra túi trà rồi đích thân pha trà cho những người vừa tới. Trong không gian chữ đồ của anh không chỉ có trà mà còn có nước để pha trà. Mùi trà thơm thoang thoảng bay ra xung quanh, Ngô Bình uống một ngụm nhỏ. Ninh Phụng thì không thể ngồi yên nói, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi đợi sao? Ngô Bình, cứ kiên nhẫn chờ đợi và quan sát. Bất kể mục đích của đối phương là gì thì cũng phải đợi hắn lộ diện mới biết được. Hai người họ đang nói chuyện thì có người đi vào biệt thự. Đó là một thiếu niên 17 tuổi, da ngăm đen, vóc người gầy gầy. Cậu ta mặc áo sơ mi hoa, cười ha ha bước vào phòng khách. Cậu ta hơi cúi người, nói với Ngô Bình, tham kiến giáo chủ. Ngô Bình đánh giá cậu thiếu niên này. Cậu ta không có tu vi nhưng tố chất tâm lý rất tốt, nhịp tim bình thường, hô hấp ổn định. Cậu thiếu niên, giáo chủ, tôi tên là A Tài. Tôi phụng mệnh chuyển lời đến giáo chủ. Ngô Bình, ô, lời gì vậy? Cậu thiếu niên, các vị trưởng lão bảo tôi chuyển lời đến giáo chủ xem giáo chủ có đồng ý từ bỏ vị trí giáo chủ Hắc Thiên giáo không? Nếu giáo chủ đồng ý thì họ sẽ đền bù thích đáng. Ngô Bình, vậy không đồng ý thì sao? Cậu thiếu niên, nếu không đồng ý thì giáo chủ chỉ có thể chết ở đây. Đương nhiên. Những người có liên quan đến giáo chủ cũng sẽ phải chết. Ngô Bình, việc quan trọng thế này vẫn nên để các vị trưởng lão tới bàn bạc trực tiếp. Chương 1973, vị thần này còn mạnh hơn ngươi sao? Cậu thiếu niên cười đáp, họ nói chỉ cần biết đáp án của giáo chủ. Hoặc rút lui hoặc bỏ mạng ở đây. Ngô Bình lạnh lùng đáp, cậu về nói với họ rằng tôi rất tức giận, hậu quả họ phải nhận sẽ rất nghiêm trọng. Cậu thiếu niên cười đáp, được. Tôi lập tức chuyển lời. Cậu thiếu niên đi khỏi, Ngô Bình đeo mặt nạ Hắc Thiên lên rồi hỏi, thần Hắc Thiên, thuộc hạ định tạo phản mà ngươi cũng không thèm quản sao? Thần Hắc Thiên, chuyện nhỏ như con thỏ thế này mà không giải quyết được thì đương nhiên không đủ tư cách làm giáo chủ. Ngô Bình, nói vậy nghĩa là ngươi sẽ không giúp ta. Thần Hắc Thiên, đúng vậy, ta bận trăm công nghìn việc, không sức đâu mà giải quyết chuyện nhỏ nhặt này cho ngươi. Ngô Bình lấy ra tượng ngọc mà Vạn Lộ Khả tặng anh, hỏi, nhận ra thứ này không? Thần Hắc Thiên nhìn thấy bức tượng thì kinh ngạc thốt lên, đây là tượng cộng sinh hồn. Ngô Bình, ta cảm thấy bức tượng này có sức mạnh rất lớn, chỉ là sức mạnh đó bị phong ấn bên trong không phát huy ra ngoài được. Thần Hắc Thiên, không sai, đây là một cách phong ấn cao minh, không gian bên trong ối, không đúng. Thần Hắc Thiên với tay ra. Bức tượng ngọc rơi vào tay hắn và không ngừng tỏa ra ánh sáng. Sau đó choang một tiếng, bức tượng vỡ ra, cuối cùng biến thành một quả cầu ánh sáng màu đen. Trên mặt quả cầu có vô số bùa chú chằng chịt, vô cùng phức tạp. Thần Hắc Thiên nhìn chân chân quả cầu, nói, hóa ra đây chính là tàn hồn của cổ thần. Ngô Bình cũng kinh ngạc, tàn hồn của cổ thần không phải chính là cộng sinh hồn sao? Thần Hắc Thiên, cộng sinh hồn chỉ là lớp vỏ ngụy trang. Thần vị của vị cổ thần này có lẽ còn cao hơn ta. Ngô Bình, vị thần này còn mạnh hơn ngươi sao? Thần Hắc Thiên, có điều chỉ là tàn hồn mà thôi, hơn nữa đã bị giam giữ trong bức tượng này, không thể thoát ra được. Ngô Bình hỏi, chúng ta có thể thả vị thần này ra không? Thần Hắc Thiên nhìn Ngô Bình đáp, hãy hiến tế tàn hồn này cho ta sẽ giúp ngươi thoát thân. Ngô Bình cười lạnh đáp, không cần, tự ta có thể giải quyết được. Ngô Bình cua tay một cái, quả cầu đen quay lại trong lòng bàn tay anh. Thần Hắc Thiên do dự một lát rồi đáp, giá trị của tàn hồn này bằng giá trị của tất cả linh hồn ngươi đã hiến tế trước đây. Chỉ cần chịu hiến tế, ta sẽ cho ngươi lợi ích lớn. Ngô Bình, không hiến tế. Chương 1974 cho người vào trong xem xét tình hình đi. Thần Hắc Thiên đáp, được thôi, có hiến tế hay không tự ngươi quyết định, dứt lời thì lập tức biến mất. Ngô Bình tháo mặt nạ ra, sau đó lấy ra một chiếc ô, chính là ô Di La. Anh bật ô lên, đột nhiên vô số ánh sáng tỏa ra xung quanh, luồng sáng bao trùm cả căn phòng. Nhìn thấy chiếc ô, Viêm Dương thốt lên, thượng tiên, pháp khí này mạnh quá. Ngô Bình, có nó,
chúng ta có thể tạm thời bình an vô sự. Ninh Phụng, Long Chủ, vậy chúng ta ra ngoài kiểu gì? Ngô Bình, không cần vội, từ từ nghĩ cách. Ngô Bình vươn người, lười biếng nói, tôi đi ngủ lát đã. Ninh Phụng và mấy thuộc hạ kia đưa mắt nhìn nhau, đã đến nước này rồi mà Long Chủ vẫn ngủ được. Ngô Bình nằm xuống, đột nhiên bên ngoài ô di la sấm rung chớp giật như thể ngày tận thế. Có điều mặc kệ bên ngoài ra sao, những người đứng dưới tán ô đều bình an vô sự. Ban đầu Đinh Phụng còn lo lắng nhưng cũng dần bình tĩnh lại, ngồi xuống tu luyện cùng những người khác. Ngô Bình ngủ nửa tiếng thì dậy luyện Như Lai thần công tầng thứ 5 ba thức chân yêu. Ở bên ngoài biệt thự, hai người đàn ông đang nhìn vào cửa. Sau lưng bọn họ là hàng chục thuộc hạ, trong hai người này có một người còn trẻ, người kia trông có vẻ từng trải và lão luyện hơn. Người còn trẻ có dòng máu Lai Europa, mắt xanh tóc xám. Anh ta nói, anh Dương, chúng ta đã chuẩn bị nhiều tháng trời mới dồn được đám người này vào chân tường. Cứ giết luôn như vậy có phải hơi đáng tiếc không? Người còn lại là người Viêm Long chính gốc, trông vô cùng khôi ngô tuấn tú. Người này mặc áo bào đen, hỏi, anh Tư Đồ còn muốn khai thác thông tin có giá trị gì từ cậu ta sao? Người thanh niên ban nãy tên là Tư Đồ Hạo Thiên, là một trong số những trưởng lão của Bắc Mỹ Hắc Thiên Giáo. Còn người già hơn gọi là Dương Kim, là trưởng lão của Nam Mỹ Hắc Thiên Giáo. Hai người này liên hệ mật thiết, sớm đã tạo thành một liên minh. Dương Kim, cậu ta gây dựng danh tiếng cho Hắc Thiên Giáo, thời gian trước còn giúp giáo phái nuốt được cả Thiên Quỷ Giáo. Tôi còn nghe nói sau khi hiến tế cậu ta nhận được một món bảo vật. Người như vậy tôi thực sự không muốn lập tức lấy mạng. Tư Đồ Hạo Thiên, người này thân phận không đơn giản, là đệ tử của kiếm phái Thục Sơn, chúng ta không thể bất cẩn, hôm nay buộc phải giết hắn. Nếu không tin đồn lan đi, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Dương Kim, chúng ta đã bố trí thất tinh tỏa tiên trận, dù cậu ta có thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể thoát nổi. Tôi đã cho người đưa cả diệt hồn âm lôi vào bên trong rồi, cậu ta không chết cũng mất nửa già cái mạng. Tư Đồ Hạo Thiên, cho người vào trong xem xét tình hình đi. Chương 1975 giờ 2 cô gái đó đang ở đâu? Ngô Bình cũng từng nghe Trương Tây Linh nói Hắc Thiên Giáo từng có một đại hộ pháp. Người này tu vi cực cao, cao nhất trong giáo phái nhưng đột nhiên biến mất không tăm tích, không ngờ người đó đã đến Mexico. Hóa ra là đại hộ pháp. Nói như vậy thì ông làm việc cho hai trưởng lão kia. Phó Thiếu Long cũng không thể nói vậy. Tôi không đứng về bên nào cả. Giờ tôi không có tu vi nên cần bọn họ bảo vệ. Ngô Bình, bảo vệ. Linh hồn sơ sinh là bảo vật vô giá, gan ông to thật đấy. Phó Thiếu Long mặt hơi nhợt ra, hỏi, ý giáo chủ là bọn họ có thể gây bất lợi cho tôi. Ngô Bình vặn lại, ông có biết linh hồn sơ sinh có thể làm những gì không? Phó Thiếu Long hỏi, nó có thể làm gì? Ngô Bình, có thể dùng bí thuật để luyện hóa nó thành hóa thân. Có thêm một hóa thân cảnh giới chân quân hấp dẫn như vậy, đến cả tôi cũng khó mà cưỡng lại nổi. Đúng rồi, vậy mấy người đó có ai tu vi lên tới cảnh giới hóa thân rồi không? Phó Thiếu Long mặt càng trắng bệch ra bởi Dương Kim đang ở cảnh giới hóa thân. Ngô Bình, ngoài việc tạo thành một hóa thân khác, linh hồn sơ sinh còn có thể dùng để luyện đan. Phó Thiếu Long giật mình, còn dùng để luyện đan sao? Ngô Bình gật đầu, có thể luyện ra nguyên anh đan, là loại đan dược đại bổ đối với tu sĩ cảnh giới kết thai. Uống một viên vào là sau đó sẽ nhanh chóng vào được cảnh giới anh biến, hơn nữa có thể sinh ra linh hồn sơ sinh rất mạnh. Phó Thiếu Long nhắm mắt, rất lâu sau mới mở mắt ra, giáo chủ cố tình dọa tôi sao? Ngô Bình cười đáp, tôi dọa ông làm gì chứ? Giờ ông chẳng có tu vi, linh hồn sơ sinh lại rất yếu. Đối với tôi ông chỉ là một phế nhân. Phó Thiếu Long thở dài đáp, ở bên ngoài là trưởng lão đứng đầu Bắc Mỹ Hắc Thiên Giáo, Tư Đồ Hạo Thiên và trưởng lão đứng đầu Nam Mỹ Hắc Thiên Giáo, Dương Kim. Tư Đồ Hạo Thiên là địa tiên cảnh giới thuần dương, còn Dương Kim là địa tiên cảnh giới hóa thân. Hai người này có quan hệ mật thiết với nhau. Hai người họ đã lên kế hoạch từ lâu, gọi Lâm Băng Tiên đến đây để dụ giáo chủ tới. Ngô Bình, sao bọn họ biết Lâm Băng Tiên đang đi tìm bố? Phó Thiếu Long, cô gái đó đăng tin tìm người thân trên mạng. Lừa cô ấy rất dễ. Giờ hai cô gái đó đang ở đâu, Ngô Bình hỏi. Chương 1976 Tư Đồ Hạo Thiên. Dương Kim. Phó Thiếu Long, họ bị nhốt ở cách đây không xa.
nếu như không giết được giáo chủ thì họ sẽ đem tính mạng của hai cô gái ra uy hiếp giáo chủ. Ngô Bình, hai người này tốn công sức nghĩ cách giết tôi như vậy rốt cuộc là vì lý do gì? Phó Thiếu Long, Dương Kim có dã tâm rất lớn, nếu giáo chủ chết rồi thì Dương Kim sẽ dùng bí thuật để điều khiển xác giáo chủ, biến cái xác đó thành con rối rồi tiếp tục thống nhất Hắc Thiên Giáo. Ngô Bình cười lạnh, tính toán được lắm. Phó Thiếu Long, giáo chủ, hai người này có thế lực rất mạnh ở châu Mỹ, có hợp tác với các thế lực bản địa. Vợ của Tư Đồ Hạo Thiên là trưởng lão của hội tam điểm tại nước Mễ. Con trai Dương Kim đứng đầu mấy thế lực ngầm lớn nhất Nam Mỹ, con dâu cũng xuất thân từ gia tộc có tiếng tăm bậc nhất trong khu vực này. Ngô Bình nhìn Phó Thiếu Long nói, ông đi ra ngoài bảo họ, trong vòng 10 phút đi vào dập đầu tạ lỗi với tôi thì tôi tha cho. Nếu không thì họ chỉ có một con đường chết. Phó Thiếu Long, vâng, tôi nhất định sẽ chuyển lời. Ngô Bình lấy ra một mảnh da người đưa cho Phó Thiếu Long nói, đưa thứ này cho họ. Phó Thiếu Long thấy đây là một tấm da người nhưng cũng không hỏi gì cả mà chỉ gật đầu rồi cầm tấm da rời khỏi đó. Sau khi ra khỏi biệt thự, Tư Đồ Hạo Thiên lập tức hỏi Phó Thiếu Long thế nào? Đã chết chưa? Phó Thiếu Long lắc đầu, chưa, vẫn bình an vô sự. Tư Đồ Hạo Thiên và Dương Kim cau mày, sao Ngô Bình có thể bình an vô sự được kia chứ? Lẽ nào anh không sợ âm lôi? Phó Thiếu Long, giáo chủ còn nhờ tôi chuyển lời đến hai người, trong vòng 10 phút đi vào dập đầu nhận tội. Nếu không, hai người chỉ có đường chết. Tư Đồ Hạo Thiên và Dương Kim cười lạnh, Dương Kim nói, sắp chết mà còn ngang ngược như vậy. Anh Tư Đồ, tôi thấy chúng ta nên thả đồ vào rồi đấy. Tư Đồ Hạo Thiên, được, cho cậu ta nếm mùi đau khổ. Đúng lúc này, tấm da người mở ra như một tấm chăn. Trong nháy mắt bọc lấy hai trưởng lão rồi bay về biệt thự, quay lại phòng khách ban nãy. Phó Thiếu Long ngẩn người, không ngờ việc này có thể xảy ra. Viêm Dương bắt hai người kia tới trước mặt Ngô Bình, hai người đó bị trói chặt chỉ lộ ra cái đầu, hoàn toàn không thể cử động. Khi nhìn thấy Ngô Bình, vẻ mặt hai người họ đều vô cùng khó coi, bệch ra như người đã chết. Ngô Bình thong thả uống trà, đưa mắt dò xét hai người kia rồi nói, tôi nên xưng hô với hai vị thế nào đây? Tư Đồ Hạo Thiên trầm giọng nói, thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Dương Kim cũng lên tiếng, giáo chủ, chúng tôi vừa tới ứng cứu, giáo chủ không sao chứ? Chương 1977 không sao nữa rồi. Dương Kim cười khô khốc, đáp, giáo chủ, hai chúng tôi một lòng một dạ trung thành với giáo chủ, có nhật nguyệt chứng giám. Ngô Bình, vậy sao? Vậy kết giới bên ngoài là sao vậy? Dương Kim lập tức cao giọng đáp, tản trận. Không lâu sau, kết giới kia biến mất. Ngô Bình gật đầu, Dương Kim, Tư Đồ Hạo Thiên, các người thân là trưởng lão mà dám mưu đồ hãm hại giáo chủ. Theo luật của giáo phái, tôi sẽ hiến tế các người cho thần Hắc Thiên, để thần Hắc Thiên xử lý. Vừa nghe đến việc bị hiến tế, hai người kia kinh hãi, vội vã cầu xin tha mạng. Ngô Bình lấy ra mấy cây châm, đâm vào phần đầu của Tư Đồ Hạo Thiên rồi niệm một đoạn chú. Khi anh niệm chú, trời đất xung quanh như đảo lộn. Tư Đồ Hạo Thiên đồng tử hết nở ra lại co vào rồi dần dần cứng nở người ra. Nửa tiếng sau, Tư Đồ Hạo Thiên đã hoàn toàn bị Ngô Bình kiểm soát, trở thành một con rối. Ngô Bình lau mồ hôi, kiểm soát một địa tiên vô cùng tốn sức lực. Viêm Dương thả Tư Đồ Hạo Thiên ra, Tư Đồ Hạo Thiên cúi người nói với Ngô Bình, tham kiến chủ nhân. Ngô Bình, sau này gọi tôi là giáo chủ, sau khi trở về, hãy tuyên bố với thuộc hạ của mình sẽ quy thuận Hắc Thiên Giáo. Đúng rồi, chỗ các người hiện tại có bao nhiêu tài sản? Tư Đồ Hạo Thiên, giáo chủ, những tài sản có thể huy động được thì vào khoảng 430 tỷ đô. Ngô Bình gật đầu, giữ lại 130 tỷ, còn lại chuyển về trụ sở Hắc Thiên Giáo. Vâng, Tư Đồ Hạo Thiên đáp. Thấy Tư Đồ Hạo Thiên đã hoàn toàn bị khống chế, Dương Kim bây giờ mới sợ hãi, kêu lên, giáo chủ. Thuộc hạ nhất định sẽ tuyệt đối trung thành với giáo chủ, xin hãy tha cho thuộc hạ lần này. Ngô Bình nhìn Dương Kim, hỏi, trong tài khoản của ông có bao nhiêu tiền? Dương Kim đáp, giáo chủ, có hơn 300 tỷ đô. Ngô Bình, được, rất tốt, lần này đến đây không công cốc rồi. Nói rồi, anh châm một kim vào ấn đường Dương Kim. Không lâu sau, Dương Kim cũng đã bị khống chế. Ngô Bình lệnh cho ông ta chuyển 200 tỷ đô về tổng bộ Hắc Thiên Giáo. Đồng thời, anh bắt họ thả hai cô gái ra. Nửa tiếng sau,
Ngô Bình nhìn thấy Lâm Mỹ Kiều, Lâm Băng Thiên và cả Trần Lăng Xương. Họ không bị thương ở đâu cả, chỉ bị nhốt lại mà thôi. Thấy Ngô Bình, Lâm Băng Thiên ào vào lòng anh. Ngô Bình vỗ lưng cô ấy, nói, không sao nữa rồi. Trần Lăng Xương cũng bước tới ôm anh, nói, Ngô Bình, cảm ơn đã tới cứu bọn tôi. Ngô Bình đáp, Lăng Xương, tôi đã kiểm soát được cục diện, cô có thể tiếp tục quay phim ở đây. Lâm Băng Thiên, anh, là ai muốn hại chúng ta vậy? Ngô Bình, anh xin lỗi, đều là tại anh. Trần Lăng Xương cười đáp, không sao cả, cũng chỉ bị nhốt lại mấy ngày thôi. Lâm Băng Thiên thở dài, vốn tưởng có tin tức của bố, vậy mà hóa ra lại là một chuyến đi công cốc. Chương 1978 thức đầu tiên gọi là thần nhạc thức. Ngô Bình an ủi cô, em đừng quá lo lắng, có thông tin gì thì gửi cho anh, để anh cho người nghe ngóng tung tích của bố em. Lâm Băng Thiên lập tức gật đầu. Lâm Mỹ Kiều đã lâu không gặp Ngô Bình, bà ấy dùng bột linh châu cùng với Lâm Băng Thiên nên đẹp hơn trước nhiều. Giờ nhìn bà ấy chỉ như một người phụ nữ 25 tuổi. Ngô Bình, thực sự cảm ơn cháu, bà ấy nói. Ngô Bình, cô à, dù gì cũng đã tới đây rồi, chúng ta ở lại Mexico chơi mấy ngày đi. Ba người họ bị nhốt 3 ngày nay, lúc nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ nên hiện tại đều rất mệt mỏi. Vậy nên Ngô Bình bảo thuộc hạ dẫn họ đi nghỉ ngơi. Lúc này, Phó Thiếu Long xuất hiện, ông ấy cười nói, chúc mừng giáo chủ. Ngô Bình nhìn Phó Thiếu Long hỏi, đại hộ pháp, giờ ông có dự định gì? Phó Thiếu Long, thuộc hạ đương nhiên muốn trở về bên cạnh giáo chủ, dốc sức vì giáo chủ. Ngô Bình, Hắc Thiên giáo có được cao thủ như ông là phúc phần, ông cầm lấy cái này đi. Anh đưa cho Phó Thiếu Long một ít tinh thạch linh hồn. Phó Thiếu Long nhìn chỗ tinh thạch, kinh ngạc đáp, giáo chủ, cái này cho tôi sao? Ngô Bình, linh hồn sơ sinh của ông rất yếu, cần phải trị liệu, ông cầm chỗ tinh thạch này về dùng đi. Sau này tôi sẽ luyện cho ông vài loại đan dược để hồi phục sức mạnh cho linh hồn sơ sinh. Phó Thiếu Long mừng lắm, quỳ sụp xuống đất đáp, thuộc hạ tạ ơn giáo chủ. Ngô Bình, ông lui về tu luyện đi. Phó Thiếu Long lui xuống thì Đinh Phụng đi tới chỗ anh, Long chủ, không ngờ Long chủ có thể kiểm soát đại cục một cách dễ dàng như vậy. Thuộc hạ thực sự bái phục. Ngô Bình, thế lực của Thiên Long ở Bắc và Nam Mỹ hơi yếu. Sau này tôi sẽ để cho Dương Kim và Tư Đồ Hạo Thiên hợp tác với anh. Đinh Phụng mừng rỡ, vậy thì tốt quá rồi. Ngô Bình, ở đất nước này có rất nhiều cảnh đẹp. Anh đi sắp xếp đi, mai tôi sẽ đi thăm thú xung quanh. Vâng. Sau đó, Ngô Bình đổi sang ở một biệt thự khác. Dương Kim mời tới đầu bếp Mexico nổi tiếng để làm các món đặc sản bản địa và cả món thịt nướng chứ danh của nơi này. Ăn uống no say xong Ngô Bình tiếp tục tu luyện như lai thần công. Thời gian này anh dốc toàn lực tu luyện 3 thức chân yêu. Hiện tại anh mới tu luyện thành công thức thứ nhất. Thức đầu tiên gọi là thần nhạc thức. Chiêu thức này cần phải cảm ứng được cửu thiên một ngọn núi tiên ở tầng không gian cao. Sau đó mượn lực của ngọn núi này để trấn áp yêu tà. Lúc này, Ngô Bình đã có thể cảm nhận được rõ ràng khí thức của ngọn núi tiên trên cửu thiên. Anh mượn khí thế hùng mạnh của ngọn núi đó để đưa vào võ hồn của mình. Như vậy, anh dần hình thành được hư ảnh của ngọn núi tiên trong võ hồn của mình. Hư ảnh xuất hiện là anh có thể thi triển thức chân yêu thứ nhất thần nhạc thức. Sáng sớm hôm sau, Ngô Bình đột nhiên giật mình. Hư ảnh của núi tiên đã hiện rõ trong võ hồn của anh. Ngô Bình có thể cảm nhận được võ hồn của mình tự nhiên trở nên nặng hơn. Chương 1979 giáo chủ đã trở thành thiên sư rồi sao? Anh mở choàng mắt, giơ tay phải lên rồi ấn xuống, ra lệnh chấn. Bầu trời phía trên căn biệt thự xuất hiện hư ảnh của một ngọn núi, ánh sáng từ trên đỉnh núi tỏa ra vạn trượng, hướng xuống chấn yểm mặt đất, khí tức vô cùng hùng mạnh. Mặt đất rung rung, một nguồn năng lượng khổng lồ dao động tỏa ra tứ phía. Đinh Phụng và những người khác đều kinh ngạc, vội vã đi ra ngoài xem có chuyện gì. Viêm Dương nhìn thấy hư ảnh này thì tim đập nhanh, thốt lên, mạnh quá. Phó Thiếu Long cũng mở to mắt quan sát rồi lẩm bẩm, đây là thần thông sao? Ngô Bình thử khai triển thức thứ nhất thần nhạc xong thì cơ thể cũng suy kiệt nên không thể nào thi triển lại lần thứ hai. Giáo chủ, thuộc hạ cảm thấy cho dù linh hồn sơ sinh của thuộc hạ có được khôi phục như thời kỳ đỉnh cao thì cũng không thể nào chịu được nổi một chiêu đó. Ngô Bình gật đầu, đây là thủ pháp của thiên sư, mượn ngoại lực bên ngoài nên đương nhiên không thể chống lại nó.
Phó Thiếu Long kinh ngạc, giáo chủ đã trở thành thiên sư rồi sao? Ngô Bình, tôi vừa mới bước vào cảnh giới này thôi, nếu không thì đã có thể mượn lực bắt đầu thất tinh, thi triển ra chiêu thức còn mạnh hơn ban nãy. Phó Thiếu Long trong lòng sửng sốt, đáp, giáo chủ mạnh như vậy, chắc chắn có thể đưa Hắc Thiên giáo xưng bá thiên hạ. Ăn sáng xong, Ngô Bình đưa Lâm Mỹ Kiều, Lâm Băng Tiên và Trần Lăng Xương cùng đi du lịch. Nơi đây còn sót lại kim tự tháp từ nền văn hóa Maya cổ nên đoàn người quyết định đến đó tham quan. Thế lực của Dương Kim tại Mexico rất lớn. Khi đoàn người Ngô Bình tới tham quan thì khu vực xung quanh đã được bao hết, không có một bóng khách du lịch nào ngoài mấy người họ. Ngô Bình nhìn thấy những kim tự tháp cổ này thì rất hứng thú. Anh bước lên bậc thang, đi lên đỉnh kim tự tháp rồi ngồi thiền ở đó. Đột nhiên, anh cảm nhận được trên hư không có rất nhiều vòng xoáy năng lượng. Những vòng xoáy năng lượng này đều thuộc vào nhóm những năng lượng thượng phẩm theo Bát Cửu Huyền Kinh. Những loại năng lượng này vô cùng đậm đặc, đó là Thái Thanh Nguyên Lực và Hạo Thiên Thần Lực. Ngô Bình không ngờ ở nơi này lại có được hai loại năng lượng thượng phẩm như vậy. Anh nói với những người đi cùng, mọi người cứ tự do thăm thú nhé, anh ở lại đây tu luyện một lát. Kim tự tháp này vô cùng lớn, ở trên đỉnh là một cái sân nhỏ. Những người khác không dám làm phiền Ngô Bình nên đều đi xuống tìm chỗ khác thăm thú, nghỉ ngơi. Ngô Bình đã khai mở được 8 linh khiếu. Hiện tại, anh sẽ mở ra linh khiếu số 9 cuối cùng. Sau khi mở hết linh khiếu, cơ thể sẽ đạt tới trạng thái hoàn hảo. Việc mở được cả 9 linh khiếu sẽ đem lại lợi ích vô cùng lớn cho cơ thể. Chương 1980 để mọi người đợi lâu rồi. 3 giờ sau, một tiếng sấm vang lên giữa đất trời. Dung chuyển cả 9 tầng mây và 9 tầng địa ngục. Một luồng sóng xung kích dữ dội đã bùng nổ, lấy Ngô Bình làm trung tâm và lan ra hàng chục nghìn mét trước khi dừng lại. Các cư dân ở gần đó tưởng là động đất, đồng loạt chạy khỏi nhà. Nhưng sau khi chạy ra, họ lại thấy chẳng có gì xảy ra cả, chỉ có mây trắng trên trời đã bị thứ gì đó làm tản đi. Thái Thanh Nguyên Lực mở ra linh khiếu, chân khí tràn vào, lập tức sở hữu đặc tính của Thái Thanh Nguyên Lực. Lúc này, cửu khiếu cùng ngân vang, âm thanh truyền ra hàng trăm dặm. 9 loại năng lượng cuộn trào trong cơ thể Ngô Bình, anh lờ mờ cảm nhận được cơ thể mình đang mở ra kinh mạch mới. Kinh mạch mới này có hiệu quả cao hơn, nó kết nối 9 linh khiếu lớn, nuôi dưỡng phủ tạng, xương cốt, cơ bắp, huyết quản. Loại kinh mạch này, Ngô Bình đã từng nhìn thấy giới thiệu của vảy vuốt trong sách, tên là Linh Lạc. Thể chất của Ngô Bình đã thay ra đổi thịt từ lúc đại thoái bệnh. Tất cả hệ thống đều được xây dựng lại, Linh Lạc sẽ càng thích hợp với cơ thể anh. Hơn nữa, Linh Lạc có thể huy động toàn diện sức mạnh trong 9 linh khiếu lớn, tùy ý anh sử dụng. Đồng thời, Linh Lạc cũng là cơ sở để anh bước vào cảnh giới cực của nhân tiên, đúc pháp bàn và luyện thần sứ. Nếu không có Linh Lạc thì đừng mơ đến cảnh giới cực. Linh Lạc cấp 1 nhanh chóng được thiết lập, sau đó là Linh Lạc cấp 2. Nhưng phải mất ít nhất 1 tuần để thành công thiết lập Linh Lạc cấp 2. Ngô Bình cũng không vội, anh yên lặng nội quan cơ thể mình, tâm trạng rất vui sướng. Sau này, một khi hệ thống linh lạc được thiết lập thành công, anh có thể tiến vào cảnh giới nam nhân tiên, trở thành võ quân tuyệt thế. Võ quân có thể bay lượn chỉ với cơ thể của mình, có thể thi triển thế võ mạnh nhất, một cú đấm phá tan mọi pháp thuật. Một suy nghĩ chém đứa mọi yêu tà. Một lần hiếm hoi như vậy, mình phải mở cả thần khiếu thứ 6, anh nhủ thầm. Lần này, anh hấp thụ Hạo Thiên Thần Lực, anh mất hơn 5 giờ mới đả thông được thần khiếu thứ 6. Hạo Thiên Thần Lực rót vào trong, võ hồn cũng được Hạo Thiên Thần Lực tôi luyện. Không bao lâu sau, võ hồn đã hút no nê Hạo Thiên Thần Lực. Hạo Thiên Thần Lực có uy thế cực lớn, vừa khởi động đã khiến người ta tê liệt linh hồn, đầu óc trắng xóa. Thậm chí, chờ đến khi anh đủ mạnh, một câu nói cũng có thể khống chế tinh thần tư duy của người khác, khiến họ phải phục tùng nghe theo. Sau khi Ngô Bình mở 9 linh khiếu, 6 thần khiếu, mới phát hiện trời đã tối. Mấy người Lâm Mỹ Kiều đang ở khách sạn gần đó, chờ Ngô Bình về. 4 long vệ canh giữ xung quanh kim tự tháp, họ đều sững sờ trước hiện tượng lạ khi Ngô Bình tu luyện, lại càng sùng bái và kính nể long chủ hơn. Ngô Bình đứng dậy, Ninh Phụng vội vàng chạy đến, chúc mừng thủ lĩnh thành công luyện được thần công. Ninh Phụng tưởng là Ngô Bình tu luyện võ công lợi hại nào đó nên mới tiến đến chúc mừng. Ngô Bình cười bảo, để mọi người đợi lâu rồi. Ninh Phụng nói, phía cô Lâm vẫn luôn chờ thủ lĩnh. Bây giờ có về khách sạn không ạ?
Ngô Bình đáp, về thôi. Khi trở về, Ngô Bình mới phát hiện có rất nhiều người vây kín khách sạn. Hóa ra người Viêm Long ở Nam Mỹ nghe nói có hai ngôi sao Trần Lăng Xương và Lâm Băng Tiên đang ở khách sạn này nên kéo đến đây xin chữ ký. Thấy rầm rộ đến vậy, Ngô Bình bèn gọi Tư Đồ Hạo Thiên và Dương Kim đến, căn dặn, trong vòng một tuần, hai người hãy đẩy bộ phim điện ảnh của Trần Lăng Xương và Lâm Băng Tiên lên vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé. Còn nữa, giải thưởng điện ảnh ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ đều phải có bộ phim này. Chương 1981 ngay cả thuộc hạ cũng không đấu lại. Đây chỉ là chuyện nhỏ đối với hai người họ, cả hai đồng thanh, vâng. Buổi ký tên kéo dài đến hơn 11 giờ mới kết thúc. Trần Lăng Xương và Lâm Băng Tiên mỏi như tay nhưng đều cảm thấy rất vui. Hôm sau, Diệp Huyền cũng cử một đội ngũ tuyên truyền đến, chuẩn bị tuyên truyền ở Nam Mỹ. Ngô Bình vừa tu luyện tiếp vừa chờ người của trụ sở chính Hắc Thiên giáo đến. Tuy anh đã khống chế Từ Đồ Hạo Thiên và Dương Kim, nhưng để kiểm soát hoàn toàn hai chi nhánh Hắc Thiên giáo này thì phải cử một nhóm cốt cán đến. Sáng hôm nay, Mông Trạch đã đến và dẫn theo hơn 400 thân tín. Ngô Bình ra lệnh cho ông ấy trấn giữ Nam Bắc Mỹ Châu, quản lý thay Từ Đồ Hạo Thiên và Dương Kim. Buổi tối, Ngô Bình, Mông Trạch và mấy người đứng đầu của Hắc Thiên giáo như Dương Kim mở cuộc họp. Đang họp giữa chừng thì có người vội vã chạy vào, nói với Dương Kim, giáo chủ, các cứ điểm của chúng ta đã bị bang Mexico chọn rồi. Dương Kim gật đầu đáp, biết rồi, lui xuống đi. Sau khi người đó đi khỏi, Ngô Bình cau mày, Dương Kim, bang Mexico dám đắc tội chúng ta. Dương Kim đáp, giáo chủ, các bang Mexico có 6 thế lực, chúng ta chỉ giữ quan hệ tốt với 2 trong số đó. Bọn họ có rất nhiều cao thủ La Mã giáo và bồi dưỡng được một lượng lớn sát thủ. Nói ra chắc chẳng ai tin, các tổng thống Mexico thường xuyên bị giết, toàn bộ bộ máy hành chính gần như đã bị các bang của Mexico làm tha hóa. Dạo trước Mexico có tổng tuyển cử tổng thống mới, kết quả là hơn 100 ứng cử viên tổng thống bị giết. Không chỉ Mexico, cả Nam Mỹ đều loạn cực kỳ. Ngô Bình hỏi, một quốc gia loạn như vậy chắc chắn phải có nguyên nhân nhỉ? Dương Kim đáp, chuyện này phải hỏi Tư Đồ. Tư Đồ Hạo Thiên nói, giáo chủ, thật ra hầu hết các bang Mexico đều do quý tộc Mễ kiểm soát. Cao thủ của họ cũng do Mễ cử đến. Không chỉ Mexico, toàn bộ Nam Mỹ đều là sân sau của Mễ. Bọn chúng muốn làm gì cũng được. Ngô Bình cau mày, Mễ có quý tộc sao? Trong ấn tượng của anh, Mễ mới thành lập hơn 200 năm, làm gì có cái gọi là quý tộc? Tư Đồ Hạo Thiên đáp, giáo chủ không biết nhiều về Mễ rồi. Nước Mễ có một nhóm người nắm giữ công nghệ tân tiến nhất và nhiều tài nguyên nhất. Bọn họ gần như có thể trường sinh bất lão, còn sở hữu lực lượng vũ trang lớn mạnh. Đám người ấy chính là quý tộc của Mễ. Một tốp người mạnh nhất trong số họ thậm chí còn tự xưng là thần. Ví dụ như mấy thứ như thuốc biến đổi gen đều do đám quý tộc này làm ra đấy. Ngô Bình nói, ra là vậy. Dương Kim tiếp lời, hơn nữa. Sức ảnh hưởng của Vĩnh Sinh giáo ở Mexico có hạn, chỉ có thể đi con đường thượng tầng, mãi mãi không thể đối chọi với bang Mexico, chỉ có thể chọn cách hợp tác với họ. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, như vậy không phải là cách. Nếu Hắc Thiên giáo đã đến đây thì phải trở thành thế lực mạnh nhất. Dương Kim nói, giáo chủ, cao thủ hàng đầu trong bang Mexico, ngay cả thuộc hạ cũng không đấu lại. Ngô Bình cười khẩy, đúng lúc lắm, tôi sẽ đi gặp họ. Vừa rồi bảo là cứ điểm bị chọn, do kẻ nào làm vậy? Dương Kim đáp, bang Huyết Lang ở phía Bắc, họ chủ yếu buôn lậu và vận chuyển ma túy sang Mễ. Trước đây bang Huyết Lang từng yêu cầu chúng ta giúp họ vận chuyển ma túy, nhưng vì lợi nhuận quá thấp nên tôi không đồng ý. Xem ra bây giờ bang Huyết Lang đang trả thù chúng ta. Chương 1982 chuẩn bị đi, chúng ta sẽ xuất phát ngay. Thật ra anh biết người sói là một loài đặc biệt được hình thành từ chú nguyền huyết mạch. Ngoài người sói còn có các sinh vật như nhân ngưu, bán nhân mã. Bọn chúng đều có sức chiến đấu rất khủng khiếp. Ngô Bình bảo, không sao, bọn chúng không phải là đối thủ của tôi. Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ xuất phát ngay. Nửa giờ sau, Dương Kim dẫn theo một toán thuộc hạ, cùng cưỡi nhân bì bay đến bang Huyết Lang ở phía bắc Mexico. Trụ sở chính của bang Huyết Lang nằm ở thành phố biên giới phía bắc Mexico, Juarez. Juarez chỉ có hơn 1 triệu dân, phía bắc giáp Texas của Mễ nên nạn buôn ma túy và vượt biên rất nghiêm trọng. Hàng năm Juarez đều có mấy nghìn người chết do mưu sát, được gọi là thành phố bạo lực nhất thế giới,
thủ phủ của những cuộc ám sát. Còn bang huyết lang chính là kẻ đứng sau, gây ra những vụ giết người này. Thế lực của bang huyết lang rất lớn. Cách tốt nhất để sống sót ở Juarez chính là gia nhập bang huyết lang. Hiện tại bang huyết lang đã có đến 100.000 thành viên. Đại ca của Juarez là Amado, có biệt danh Lang Vương. Năm 12 tuổi, hắn đã giết chết cha mình, đến năm 15 đã trở thành người đánh giỏi nhất Juarez, từng giết mấy trăm mạng người. 20 tuổi, Lang Vương thành lập bang huyết lang, dần dần trở thành thế lực ngầm mạnh nhất Juarez. Dương Kim nói với Ngô Bình rằng mỗi năm bang huyết lang đưa 150.000 người vượt biên sang Mễ. Mà sau khi vượt biên thành công, chúng sẽ thu phí 50.000 đến 70.000 đô từ mỗi người. Chỉ riêng mảng này thôi, bang huyết lang đã kiếm được 8, 9 tỷ hàng năm. Những người vượt biên thường không có tiền chi trả, sau khi vượt biên sang Mễ phải làm công trả tiền mỗi năm. Về cơ bản, tiền họ kiếm được trong 5 năm đầu tiên đều phải nộp cho bang huyết lang. Ngoài vượt biên, bang huyết lang còn là chùm buôn ma túy và sản xuất ma túy, mỗi năm lượng ma túy nhập khẩu vào Mễ có giá trị hơn 20 tỷ đô. Các sòng bạc và khu đèn đỏ của Juarez cũng được kiểm soát bởi bang huyết lang, thu hút rất nhiều người Mỹ đến tiêu xài. Hai mảng kinh doanh này có thể mang lại doanh thu hàng chục tỷ đô cho bang huyết lang mỗi năm. Lang Vương còn thành lập tổ chức ám sát của riêng mình, Điện Sát Lang, để bồi dưỡng một lượng lớn cao thủ ám sát, thực lực thậm chí không kém Thiên Sát của Đường Môn. Điện Sát Lang hàng năm đều mang lại lợi nhuận khổng lồ cho bang huyết lang. Nhờ thủ đoạn tàn ác, Amado gần như là hoàng đế vùng Đông Bắc Mexico. Hắn có hơn 300 người vợ, mà mỗi năm, 50 người trong số họ đều được thay thế bằng những người vợ mới xinh đẹp, trẻ trung. Thành viên của bang Amado đều có vũ khí đạn dược, tương đương với hỏa lực của hai sư đoàn. Thậm chí hắn còn mua 5 máy bay chiến đấu và mấy trăm đạn đạo từ nước La Sát. Càng không cần phải nói đến xe tăng và xe bọc thép. Có mấy quỹ đầu tư lớn đứng tên Amado. Hơn 10 năm nay, hắn đã đầu tư vào cả nghìn công ty trên toàn thế giới, hiện nay giá thị trường vốn cổ phần đã vượt quá 300 tỷ đô. Hắn cũng mua một lượng lớn bất động sản ở các thành phố lớn trên thế giới, nếu tính tổng tài sản thì ngay cả người giàu nhất thế giới cũng không bì được hắn. Tất nhiên, của cải của hắn đều ẩn khuất trong vùng tối, không ai nắm rõ. Lúc này, Amado đang ngồi trong cung điện của mình. Hắn hút xì gà, uống rượu vang đỏ, xung quanh có vài người đẹp hầu hạ. Hắn ngồi trên chiếc sofa rộng rãi. 5 người đứng trước mặt đều là thuộc hạ của hắn. Họ đang báo cáo tình hình cho Lang Vương Amado. Nghe được một lúc, Amado nói, tên khốn Gutman liên tục giật mối làm ăn của chúng ta, xem ra mối hữu nghị giữa hai bên đã kết thúc. Các người chuẩn bị sẵn sàng đi, đại chiến sắp nổ ra rồi. Chương 1983 cậu đang sỉ nhục tôi ư? Bên ngoài là một vùng đất rộng lớn, đột nhiên có thứ gì rơi xuống, là một tấm thảm bay cực lớn, có vài trăm người bước xuống từ trên đó. Amado đứng dậy, hắn nhìn thấy Dương Kim trong số những vị khách không mời, đôi mắt phát ra ánh sáng vàng, trầm giọng nói, Dương Kim, lá gan của ông không nhỏ đấy nhỉ, dám đến địa bàn của tôi. Tôi sẽ lấy đầu ông làm bô để dùng. Dương Kim đáp, Lang Vương Amado, giáo chủ của chúng tôi đã đến rồi, hãy mau quỳ xuống đầu hàng đi. Amado cười một tràng ha ha, ông đang đùa tôi đấy ư. Bảo giáo chủ của ông đứng ra đi, tôi sẽ đấm vỡ đầu hắn. Ngô Bình bước ra, nhẹ nhàng nói Amado, cú đấm của anh không cứng đến vậy đâu. Anh nói, và đi ở bên cạnh phiên dịch. Amado cười nham hiểm, hắn vẫy tay, một gã cao to lai Nam Mỹ lập tức bước lại gần. Mỗi một bước chân của gã đều khiến phiến đá vỡ ra, mặt đất rung chuyển. Khí tức của gã này rất mạnh, gã vừa đến gần Ngô Bình trong phạm vi 10 bước thì một long vệ đã hành động. Ánh sáng kiếm lóe lên, gã cao to chưa kịp phản ứng thì đầu đã rơi xuống đất. Đầu của gã đô con lăn xuống đất khi vẻ khó tin vẫn tràn ngập trong đôi mắt. Gã không cam tâm cũng không muốn tin, bản thân gã đã uống thuốc biến đổi gen cấp A mà lại thất bại dễ dàng đến vậy sao? Không có so sánh thì không có thương đau. Gã đâu còn ấy uống thuốc biến đổi gen cấp A trị giá mấy trăm triệu đô. Còn Long Vệ lại uống thuốc biến đổi gen cấp SSSS cộng cộng, có tiền cũng không mua được. Cộng thêm sự hỗ trợ của áo giáp Long Nha, kết quả này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Ngô Bình. Nhìn thấy một chiến binh gen cấp A ngã xuống, sắc mặt Lang Vương rất khó coi. Điều này tương đương với việc tổn thất 1 tỷ 8 đô. Bởi chiến binh này đã được hắn đào tạo bằng 3 chai thuốc gen cấp A,
không ngờ lại chết nhanh đến thế. Hắn nhìn Ngô Bình chằm chằm, thuộc hạ của cậu mạnh đấy. Giáo chủ Hắc Thiên phải không, đến đây làm gì? Muốn đối đầu với Amado Lang Vương này sao? Ngô Bình nói, Amado, là anh ra tay với Hắc Thiên giáo của tôi trước. Tôi đến đây để thu phục anh. Amado trợn mắt, thu phục tôi. Dựa vào cậu. Ngô Bình đáp, đúng thế, chỉ dựa vào tôi. Tôi sẽ khiến anh tâm phục khẩu phục. Amado không gọi chiến binh gen của mình ra tay nữa, bởi năng lực của họ đều không mạnh bằng hắn. Khẽ hừ giọng, hắn bước ra khỏi căn phòng, đoạn bảo, vậy sao? Amado này đã giết vô số người, chưa từng bại trận. Nếu cậu có bản lĩnh thì đấu với tôi một trận. Ngô Bình nói, được thôi, tôi sẽ đánh bại anh chỉ trong 3 chiêu. Amado nổi giận, 3 chiêu, cậu đang sỉ nhục tôi ư? Ngô Bình cười đáp, 3 chiêu là tôi đã đánh giá cao anh rồi đấy. Amado, tôi biết anh là người sói. Biến hình đi rồi đấu với tôi. Trong 3 chiêu, nếu anh thất bại thì phải ngoan ngoãn làm đầy tớ của tôi, làm việc cho tôi. Dĩ nhiên, tôi sẽ không bạc đãi anh. Tôi có thể cho anh thuốc cấp SSS, giúp anh san bằng các bang phái còn lại. Amado là kẻ hung bạo một thời, song lại rất bình tĩnh mà nói, nếu cậu đã muốn đấu thì hãy để người mạnh của tộc tôi so tài với cậu. Ngô Bình khá bất ngờ, ồ, không chỉ có mình anh là người sói. Một bóng đen từ trên trời bay xuống, là một người trung niên, khí tức rất khủng khiếp. Ngô Bình cảm thấy chỉ với trạng thái hiện tại của người này, thực lực đã không hề thua kém địa tiên cảnh giới 1. Người trung niên không cao, da khá đen, có mái tóc dài màu nâu. Người này đi chân trần, chỉ mặc một chiếc quần ngắn, trông như dã nhân vậy. Chương 1984 anh chưa chết phải không? Người trung niên nhìn chòng chọc vào Ngô Bình rồi đột nhiên gầm lên, cơ bắp phình ra, xương to lên, móng vuốt và răng nanh mọc ra. Vài giây sau, người này đã biến thành một con sói khổng lồ đứng thẳng, sức lực vô biên, khí tức kinh người. Khí tức của người sói mạnh lên rất nhiều. Ngô Bình nghĩ đối phương ít nhất phải ở cảnh giới 5 địa tiên, trình độ của kẻ mạnh linh biến. Anh rất đỗi ngạc nhiên, không ngờ năng lực của người sói có thể đạt đến mức độ này, thật đáng kinh ngạc. Người sói rít lên, hai mắt rực sáng, tràn ngập vẻ khát máu điên cuồng. Anh mỉm cười, đừng kêu nữa. Ra tay đi. Vút. Người sói hành động rồi, tốc độ không hề chậm so với long vệ, trực tiếp lao đến bên cạnh Ngô Bình, vung ra móng vuốt sắc bén. Nhưng ngay khi móng vuốt của đối phương đến gần Ngô Bình, mặt đất liền khẽ rung chuyển. Chín linh khiếu lớn của Ngô Bình cùng ngân vang, cơ thể sản sinh một luồng sức mạnh cực lớn, một cú đấm được vung ra. Không cầu kỳ, không cần dùng đến võ, anh chỉ đơn giản đấm vào bụng người sói. Cú đấm ấy khiến bụng người sói bị thủng một lỗ máu. Ruột dạ dày bên trong đều nát nhừ, phun ra khoảng đất trống phía sau nó. Ánh mắt của người sói trở nên đờ đẫn, sức mạnh kinh khủng ấy khiến nó tê liệt, không hành động được nữa. Ngô Bình vung tay hất máu đi, lãnh đạm nói, không ngờ là vẫn chưa chết. Năng lực sống sót của người sói quả nhiên rất mạnh. Anh mỉm cười nhìn Amado, đến lượt anh ra tay rồi. Thấy kẻ mạnh trong tộc mình gục ngã chỉ sau một cú đấm, Amado vừa kinh ngạc vừa tức giận. Gầm một tiếng thật dài, cơ bắp hắn cũng bắt đầu phình ra, quần áo bị bung rách, biến thành người sói rồi giận dữ nhào về phía Ngô Bình. Khí tức của hắn còn mạnh hơn, tương đương với tu sĩ thần cung của cảnh giới 6 địa tiên, lợi hại hơn người sói trước đó rất nhiều. Núi thần Trần Yêu. Thấy hắn lao đến, Ngô Bình bèn giơ tay phải lên cao, lòng bàn tay ấn xuống. Ngay lập tức, một ngọn núi thần xuất hiện giữa không trung và mạnh mẽ chân áp. Bùm! Amado từ trên không rơi xuống. Trên mặt đất xuất hiện một hố sâu, lún sâu xuống vài mét. Thất khiếu của Amado đều chảy máu, xương vỡ gần hết, cứ nằm bất động trong hố, không rõ sống chết. Đám người Tư Đồ Hạo Thiên và Đinh Phụng đều bàng hoàng. Giáo chủ mạnh quá, thực lực này chắc là không thua kém kẻ mạnh thần hóa của cảnh giới 10 địa tiên ấy chứ. Ngô Bình giật mình, uy lực của 3 thức chân yêu này mạnh thế. Anh vội vàng đi. Chương 1985 lôi thần. Hắn vô cùng kinh ngạc, cậu chủ là tiên nhân của phương Đông ư? Ngô Bình đáp, nói chính xác hơn, hiện nay tôi là nhân tiên cảnh giới 4. Amado, anh chắc chắn sẽ ngoan ngoãn bán mạng vì tôi. Amado thở dài, không đánh lại thì chỉ đành phục tùng. Đây là quy tắc sinh tồn của tộc người sói chúng tôi.
Ngô Bình gật đầu, anh sẽ không hối hận đâu. Đi theo tôi sẽ có tiền đồ hơn làm một mình rất nhiều. Dứt lời, anh lại tiến hành chữa trị đơn giản cho người sói trước đó. Vài phút sau, Ngô Bình đã ngồi lên sofa rộng rãi kia. Sofa làm bằng da của một con cá sấu khổng lồ, phía sau còn chừa lại một cái đuôi, ngồi rất thoải mái. Amado quỳ bên cạnh, hai tay dâng xì gà, vẻ nịnh nọt, cậu chủ từng nói sẽ cho tôi lợi ích. Ngô Bình quan sát hắn, đoạn hỏi, người sói các anh từng bị nguyền phải không? Amado gật đầu, tổ tiên người sói chúng tôi từng bị nguyền rủa, dòng máu sẽ xảy ra biến dị. Ngô Bình nói, dòng máu của anh tương đương với nửa người nửa yêu. Anh cần tinh lọc dòng máu yêu tộc của mình, dòng máu yêu tộc càng thuần, thực lực của anh sẽ càng mạnh. Amado đáp phải, thưa cậu chủ, dòng máu của tôi thuần khiết hơn Cao Isa người vừa bị cậu chủ đấm vỡ bụng, nên năng lực của tôi mới mạnh hơn. Ngô Bình nói, sau này tôi sẽ cho anh vài viên thuần huyết đan, có thể tinh lọc dòng máu của anh, bảo đảm sẽ giúp năng lực của anh tăng vọt. Ngoài ra, tôi sẽ cho anh một lô thuốc biến đổi gen cấp SS, giúp anh bồi dưỡng nhiều người mạnh hơn. Amado cảm mừng, thật sao? Cảm ơn cậu chủ. Hắn cúi rạp người, hôn lên chân Ngô Bình. Ngô Bình nói, Amado, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện làm ăn của anh. Nhưng sau này anh phải phục tùng mệnh lệnh của Nam Mỹ Hắc Thiên Giáo. Tất nhiên, Hắc Thiên Giáo cũng sẽ giúp anh mở rộng địa bàn. Anh phải giao ra một nửa của cải của anh và nộp 50% lợi nhuận hàng năm cho Hắc Thiên Giáo. 50% còn lại do anh tự quyết định nên dùng vào việc gì. Amado đáp, cảm ơn cậu chủ đã tín nhiệm tôi. Ngô Bình hỏi đến vấn đề mà mình quan tâm, một năm anh kiếm được bao nhiêu tiền? Amado trả lời, tính tất cả các loại thu nhập, tôi có thể kiếm khoảng 50 tỷ đô hàng năm. Hắn nói tiếp, cậu chủ, đối thủ lớn nhất của tôi là Quốc Vương. Kẻ này nắm giữ lượng giao dịch buôn ma túy và vượt biên lớn nhất Mexico, kiếm được nhiều tiền hơn tôi. Chỉ cần nuốt gọn kẻ này, hàng năm tôi có thể kiếm được 100 tỷ đô. Ngô Bình hỏi, tên, Quốc Vương, này có lai lịch ra sao? Anh mạnh như vậy, lẽ nào không đấu lại? Amado thở dài, kẻ này tên Carlos, được lôi thần của Mễ hỗ trợ, trong tay có rất nhiều binh hùng tướng mạnh. Tôi không thể đánh thắng. Ngô Bình cau mày, lôi thần. Amado đáp, cậu chủ, Mễ đã chế tạo được một số vị thần nhờ gen của những vị thần xa xưa. Lôi thần là một trong số đó. Năng lực của lôi thần vượt quá tưởng tượng của tôi. Lôi thần có thể bóp chết tôi một cách dễ dàng. Ngô Bình hứng thú hỏi, những kẻ mạnh như vậy, nước Mễ có bao nhiêu? Amado trả lời, nghe nói có mấy mươi người, nhưng tôi không rõ cụ thể là bao nhiêu. Ngoài thần ra còn có bán thần, số lượng bán thần khoảng vài trăm, thực lực cũng rất mạnh, tôi cũng không phải là đối thủ. Ngô Bình nhíu mày, chẳng trách Mễ lại mạnh đến vậy, hóa ra đã chế tạo được nhiều thần và bán thần như thế. Chương 1986 được, nhân cơ hội này diệt thôi. Anh hỏi, Amado, có muốn đánh bại Carlos không? Amado cười hề hề, dĩ nhiên ạ. Ngô Bình lại hỏi, anh không sợ lôi thần trả thù sao? Amado đáp, tôi không sợ. Đứng sau Quốc Vương là lôi thần, đứng sau Lang Vương này là cậu chủ. Năng lực của cậu chủ chắc chắn mạnh hơn lôi thần, đúng chứ? Ngô Bình nhìn Amado nửa cười nửa không. Anh biết tên này đang thăm dò mình, nếu anh không dám đấu với lôi thần thì không xứng để hắn phục tùng. Mà dù bây giờ hắn chịu quy thuận thì tương lai cũng sẽ phản bội thôi. Anh nói, tất nhiên, nếu lôi thần xuất hiện, tôi sẽ đánh chết kẻ đó ngay trước mặt anh. Hai mắt Amado sáng rỡ, cậu chủ thật tuyệt, tôi sẽ là người đầy tớ trung thành nhất của cậu. Hắn lại hôn chân Ngô Bình. Ngô Bình không thích dính nước bọt của hắn bèn đá hắn ra, được rồi, Amado. Chuẩn bị đi, tôi sẽ giúp anh diệt Quốc Vương Carlos và cướp địa bàn của kẻ đó. Amado cười đáp, vâng, cậu chủ, tôi đi chuẩn bị ngay. Thời gian còn lại, Ngô Bình bảo Dương Kim đi kiểm tra của cải của Amado. Bất luận hắn có bao nhiêu tiền, người chủ như anh đều phải lấy đi một nửa. Quá nhiều chuyện lặt vặt, tự khắc có thuộc hạ làm. Anh tìm một nơi yên tĩnh để ngồi thiền. Sau khi mở 6 thần khiếu, anh lờ mờ cảm nhận được mình có sự thay đổi rất lớn. Tư duy nhạy bén hơn, võ hồn lớn mạnh hơn, điều này giúp anh nâng cao khả năng cảm ứng thiên nhân. Những sự cải thiện này đã giúp anh hiểu rõ hơn về chú và phù trận, thậm chí cũng giúp anh nâng cao trình độ luyện đan dược. Sáng hôm sau, Dương Kim đến gặp anh, giáo chủ,
của cải của Amado không thể chuyển đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng, sẽ chuyển sang tên giáo chủ bằng hình thức cổ phiếu và tài sản cố định. Ngô Bình có một kho tiền nhỏ ở Hắc Thiên Giáo, tiền đều được chuyển vào kho này. Vì vậy, Hắc Thiên Giáo có một lượng lớn kế toán chuyên nghiệp, giỏi nhất trong việc chuyển giao tài sản. Anh gật đầu, được, chuyện còn lại cứ giao cho người có chuyên môn thực hiện. Không lâu sau, Amado cũng đến. Hắn nói, cậu chủ, có lẽ Carlos nghe phong thanh, nên đã hẹn gặp tôi vào 8 giờ tối nay. Ngô Bình đáp, được, nhân cơ hội này diệt thôi. Dứt lời, anh lại bảo Amado, Amado, tiền anh kiếm được đã đủ nhiều rồi, có thể trích ra một khoản để xây dựng Juarez. Amado không hiểu cách nghĩ của Ngô Bình nhưng vẫn nghe theo, vâng, cậu chủ. Tôi sẽ tuân lệnh cậu, mỗi năm trích 5 tỷ đô để xây dựng Juarez. Ngô Bình gật đầu, người dân dưới sự cai trị của anh càng giàu có, anh mới càng giàu có. Hiểu chứ? Amado đáp, cậu chủ nói chí phải. Thị trường Juarez là do tôi sắp xếp, có sự phối hợp của thị trường, tôi nghĩ mình sẽ làm tốt chuyện này. Ngô Bình nói, mỗi năm 5 tỷ đô thì chắc chắn phải xây dựng quy mô lớn. Đến lúc ấy, tôi sẽ mời một số công ty từ nước Viêm Long giúp anh xây dựng. Sau khi xây dựng Juarez xong xuôi, tôi sẽ còn giúp anh thu hút một lượng du khách từ Viêm Long và Đông Nam Á. Chương 1987 không cần, đến thẳng đó. Amado cười đáp, cậu chủ suy nghĩ thật chu toàn, tốt quá rồi. Ngô Bình khổ tu cả buổi sáng, anh đã tu luyện thành thức thứ hai của ba thức trấn yêu. Thức thứ hai là thức thiên Phật trấn yêu. Với thức này, Ngô Bình phải cảm ứng cõi Phật trong u tối, thu thập khí tức thiên Phật, ngưng tụ nó thành hư ảnh Phật Thích Ca, mượn nó trấn áp yêu ma. Luyện thành thức thiên Phật trấn yêu, anh và Lang Vương Amado đi đến Monterrey, thành phố lớn thứ ba của Mexico. Monterrey là địa bàn của Carlos, dân số khoảng hơn 5 triệu, sầm uất hơn cả Juarez. Lúc nhóm người Ngô Bình đến thành phố này là khoảng 7 giờ rưỡi tối, cách nhà máy bỏ hoang địa điểm gặp nhau của họ, khoảng 10 mấy dặm. Amado bảo đoàn xe dừng lại, đoạn bảo, cậu chủ, tôi sẽ cử người đi thăm dò đường trước. Ngô Bình bảo, không cần, đến thẳng đó. Amado nhớ đến năng lực khủng khiếp của Ngô Bình, bèn gật đầu, bảo đoàn xe đi tiếp. Đoàn xe tiến vào bãi đất trống trong nhà máy, hàng trăm người lần lượt xuống xe. Đã có vài trăm người đứng trong nhà máy, đó là thuộc hạ của quốc vương Carlos. Carlos ngồi trong một chiếc xe sang trọng, thấy Amado đã đến nhưng vẫn không xuống xe, chỉ lẳng lặng hút thuốc. Trông Carlos đã hơn 40 tuổi, chăm sóc bản thân rất tốt. Ngón tay mảnh mai, thích chơi đàn dương cầm, đánh gôn, cưỡi ngựa. Bản thân Carlos không phải kẻ mạnh, nhưng bên cạnh có vô số cao thủ, không ai có thể đến gần. Carlos thì thầm, lôi thần phù hộ, rồi bước xuống xe. Amado ngồi trên mui xe của mình, thuộc hạ châm xì gà cho hắn, vừa hút. Hắn vừa cười nói, Carlos, vẫn chưa chết sao? Carlos đứng ở cạnh xe, vừa nhìn Amado cường tráng vừa nói, Amado, tôi nghe nói cậu đã quy thuận thế lực ngoại tộc à? Cậu làm mất mặt đàn ông Mỹ Latin quá. Amado cười khẩy, Carlos à, chẳng phải anh cũng làm cháu của lôi thần sao? Chim khôn chọn cành mà đậu, anh từng nghe câu này chưa? Carlos nói, Amado, trước giờ tôi không động đến cậu vì muốn cậu về dưới trướng của tôi vào một ngày nào đó. Nhưng bây giờ xem ra không thể nữa rồi, thế nên hôm nay cậu sẽ chết ngay tại đây. Amado không hề lấy làm kinh ngạc, vậy sao? Carlos, e là anh nghĩ sai rồi. Có cậu chủ của tôi ở đây, trước mặt cậu chủ, anh chỉ là hạng run rế. Cậu chủ của tôi có thể một cước giẫm chết anh. Hắn không khoác lác, là một kẻ mạnh, hắn tường tận nhất về thực lực của Ngô Bình. Carlos cười khẩy, đoạn phất tay, ra tay đi, Austin. Một người đàn ông tóc vàng bước ra, khí tức còn khủng khiếp hơn Amado sau khi biến hình. Ngô Bình phán đoán sơ bộ, người này có thực lực ngang ngửa cao thủ anh biến của cảnh giới 8 địa tiên. Anh nhẹ nhàng nói, đến đây. Một ánh sáng lửa bay ra nhanh như chớp, chính là trùng lửa độc. Người đàn ông tóc vàng kia định tránh, nhưng cơ thể vừa cử động thì con trùng đã rơi xuống mái tóc. Một ngọn lửa đen bùng cháy xung quanh người nọ, tiếng kêu la thảm thiết lập tức vang lên. Chưa đầy 2 giây, cả người đã biến thành tro bụi. Chương 1988 là khí linh ngà. Carlos cả kinh, thốt lên, không ngờ cậu lại giết bán thần. Lôi thần sẽ không bỏ qua cho cậu sẽ gánh chịu hình phạt tàn khốc nhất.
Ngô Bình đáp, nói nhảm nhiều quá. Anh vẫy tay, bốn long vệ liền tấn công thuộc hạ của Carlos. Trận chiến khốc liệt bắt đầu, cùng lúc ấy, Viêm Dương nhào về phía trước, tóm được Carlos. Kẻ cầm đầu bị bắt, những người còn lại mất hết sức chiến đấu. Ngoài mấy người bị giết, phần còn lại đồng loạt đầu hàng. Ngô Bình vừa nhìn Carlos vừa nói Carlos, sau này phải ngoan ngoãn làm việc cho tôi. Dứt lời, anh dùng khối lũy thuật để khống chế Carlos. Anh hỏi Amado, bên cạnh Carlos chỉ có một nhân vật lợi hại này à? Amado đáp, cậu chủ, những người khác cũng không hề yếu kém. Nhưng thuộc hạ của cậu chủ quá giỏi, nên mới khiến họ trông có vẻ không mạnh. Thực lực của Long Vệ, ngay cả Ngô Bình ngày xưa còn chưa làm gì được. Những kẻ uống thuốc biến đổi gen cấp thấp này dĩ nhiên không phải đối thủ của họ. Sau đó Ngô Bình bảo Carlos dốc toàn lực phối hợp với Amado tiếp quản địa bàn. Cả nhóm người đi đến trụ sở chính của Carlos, một biệt thự rộng lớn tọa lạc tại Monterey. Trong phòng khách, Carlos đứng trước mặt Ngô Bình, ánh mắt đờ đẫn. Ngô Bình hỏi, ông từng gặp Lôi Thần chưa? Carlos đáp, tôi từng gặp rồi, thưa cậu chủ. Thực lực của Lôi Thần ra sao, đây là vấn đề mà anh khá quan tâm. Carlos trả lời, cậu chủ, Lôi Thần từng giết một kẻ mạnh phương Đông, Lôi Thần bảo người đó là cao thủ động tàng. Ngô Bình kinh ngạc, không ngờ Lôi Thần đã giết người của cảnh giới động tàng. Có điều anh cũng không lo lắng, anh có cách của mình, giết một Lôi Thần không tính là chuyện khó. Người cần đối phó có năng lực quá mạnh, anh phải chuẩn bị thêm. Lục lọi trong nhẫn một lúc, anh tìm được một cái hồ lô da vàng. Hồ lô da vàng này được anh cắt ra từ hổ phách, khi dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, anh thấy một luồng sáng chói lóa bên trong nó, đâm vào khiến anh không mở mắt ra nổi. Nhưng nay đã khác xưa, hiện tại tu vi của anh đã tăng vọt, nhãn lực cũng mạnh hơn. Giờ quan sát lần nữa, anh lờ mờ nhìn thấy một luồng quang ảnh ngồi trong hồ lô. Quang ảnh này được bút vẽ ra một gương mặt, với hàng chân mày vàng, đôi mắt xanh, miệng chỉ là một đường kẻ. Có một luồng ánh sáng chết chóc phía trước quang ảnh này. Ánh sáng chết chóc đó dài một tấc, màu đỏ lấp lánh, to bằng ngón tay út, không ngừng biến dạng thay đổi. Chương 1989 mặt người khẽ lắc lư, ý là không được. Ngô Bình vừa suy nghĩ, anh nhẹ nhàng chuyển động hồ lô, chỉ vào cây cổ thụ bên ngoài cửa sổ, dùng tiên văn nói, gọt, nó. Mặt người thoáng mơ hồ, trong hồ lô bỗng phóng ra một tia sát quang, nó bay về phía cây cổ thụ, rất nhanh, chữ nó vừa xuất hiện thì cổ thụ đã bị cắt đứt. Ngô Bình kinh ngạc nói, lợi hại. Sát quang quay về, mặt người kia nhìn Ngô Bình chằm chằm. Trong đầu Ngô Bình bỗng xuất hiện một vài thông tin, đại khái nói là, sử dụng sát hồ cần phải có năng lượng. Trong tay Ngô Bình có không ít tiên thạch, anh lấy ra mấy viên hỏi, vật này có được không? Mặt người khẽ lắc lư, ý là không được. Ngô Bình lại lấy ra tiền bùa cho nó xem, mặt người vẫn lắc đầu. Cuối cùng Ngô Bình lấy ra một miếng phù bảo, thứ đồ này so với tiền bùa đáng giá hơn nhiều. Không ngờ, lần này mặt người không lắc. Nó há to miệng, phù bảo đã bị nó nuốt trọn vào miệng. Sau đó, mặt người quay vào trong hồ lô vàng, Ngô Bình cũng đậy nắp lại. Anh như nghĩ đến gì đó, lầm bầm nói, xem ra muốn mời vị này ra tay thì phải cho nó lợi ích. Chém một cái cây mà đã muốn một miếng phù bảo của mình rồi, giết một người không lẽ khiến ta phá sản mất. Mắc, quá mắc rồi. Anh vội ném hồ lô về lại, tiếp tục tìm kiếm thứ hữu dụng. Ngô Bình tìm ra hai thanh lưỡi băng sát phù, thứ này một khi được sử dụng thì có thể bắn ra 3.000 lưỡi băng, khắp thiên tiên thì bình thường đều có thể chém chết, thầm nghĩ có lẽ có thể giết chết được Lôi Thần kia nhỉ. Sau đó, anh lại lấy ngọc bội không gian ra, đây là do sư phụ Trần Đạo Huyền tặng cho, bên trong có không ít đồ, có tiền bùa, tiên thạch, với cả bùa chú. Anh cứ tìm tòi, từ bên trong lấy ra một lá búa có kiếm khí kinh người. Bùa đặt trong một hộp ngọc. Trong hộp có một cuốn sổ nhỏ, bên trên ghi chép lai lịch và lực sát thương của bùa này. Bên trên viết rõ, bùa này gọi là bùa kiếm vô tương, do phong chủ đứng đầu vô tương phong luyện thành. Uy lực bùa này cực lớn, có thể chém một vị thiên tiên. Thế nhưng, nếu sử dụng nó thì cần dùng đến thủ pháp đặc biệt của vô tương, mà thủ pháp này từ lúc Trần Đạo Huyền đã sớm truyền cho anh rồi. Vậy mà lại có thể chém hạ được một vị thiên tiên, thật lợi hại. Xem ra phong chủ đầu tiên ban đầu kia, thực lực chắc chắn rất đáng sợ. Anh tiếp tục lật tìm, lại lấy ra một sợi dây màu tím vàng,
thứ này có thể trói được tu sĩ từ cảnh giới động thiên trở xuống, nói không chừng sẽ hữu dụng. Viêm Dương thấy Ngô Bình có được nhiều thứ hay ho như vậy, ngưỡng mộ nói, thượng tiên không hổ là truyền nhân tiên vực vĩnh hằng, trên người có nhiều bảo bối như vậy. Ngô Bình, lôi thần gì đó có thực lực rất mạnh, tôi phải chuẩn bị thật tốt. Viêm Dương, thượng tiên, thực lực người rất mạnh, không biết có thể đánh thử một trận không? Ngô Bình trong lòng cũng không có gì khó chịu, nói, nếu ta trở thành võ quân, thực lực có thể trấn áp một chân quân bình thường. Nhưng nếu như đối đầu với thượng tiên quân thì không dễ nói. Dù sao chênh lệch cảnh giới cũng quá nhiều. Viêm Dương, tư chất thượng tiên nghịch thiên, sau này nhất định sẽ trở thành thần quân. Ngô Bình cười nói, nếu là thần quân, thì ta cũng có thể đấu một trận. Nói xong, anh lấy ra một cái bình nhỏ màu bạc. Thuốc bên trong lúc trước anh đã dùng hết 1/3, giúp anh hoàn toàn giải thoát được xiềng xích từ gen. Chương 1990 bao nhiêu vậy? Hiện tại, anh muốn dùng 2/3 thuốc còn lại khiến thân thể tiến thêm một bước hoàn thiện, làm công tác chuẩn bị cho cảnh giới tiếp theo. Đã có kinh nghiệm lần trước, anh một ngụm uống hết thuốc. Dược lực này ngấm vào từng tế bào, anh như đang đắm chìm trong ánh mặt trời vậy, rất thoải mái. Dưới tác dụng của dược lực, linh lạc của Ngô Bình hình thành với tốc độ nhanh chóng, chỉ trong 1 giờ ngắn ngủi, linh lạc cấp 2 đã hình thành thông lộ. Sau đó là linh lạc cấp 3, linh lạc cấp 4, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đợi đến hơn 9 giờ sáng hôm sau, linh lạc quanh người Ngô Bình đã được tạo thành. Có được linh lạc, anh cảm thấy như thay đổi thành một người khác vậy, chợt suy nghĩ, thân thể đã lơ lửng trên không. Hơn nữa, anh không dùng đến ngoại lực, cũng không dùng niệm lực, mà chỉ đơn thuần dùng sức mạnh thân thể. Linh lạc khiến trường vực của anh càng kỳ diệu, anh hiện tại đã có thể nhẹ nhàng bay trên không, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn cả Viêm Dương. Thân thể anh từ từ được nâng cao, đang chuẩn bị bay vài vòng thì đột nhiên áp lực nặng nề bỗng bao trùm cả biệt thự của Carlos, một tiếng động vang vọng như sấm vang lên trên không, ai đã giết Carlos, ra đây chịu chết. Amado lao vào phòng nói, chủ nhân, lôi thần đến rồi. Ngô Bình bay ra khỏi phòng, anh nhìn thấy trên không trung cách mấy trăm mét, có một người đứng đó. Người này mặc áo giáp như thời La Mã, cao chừng 2 mét, sấm chớp vây quanh người, đôi mắt cũng chứa đầy tia chớp. Anh cười vẫy tay với đối phương, lôi thần, đã lâu không gặp. Nói rồi, anh bay đến cùng độ cao với lôi thần, cách ông ta chừng 100 mét. Lôi thần nhíu mày, anh là ai? Ngô Bình cười nói, tôi là ông hai của chú nhỏ của cô ba của bố ông đây. Lôi thần ngây người, quan hệ ở Mễ không phức tạp đến vậy, ông ta phải suy nghĩ cẩn thận mới được. Ngay lúc này, Ngô Bình vươn tay, dây xích màu tím vàng bay ra, chớp mắt đã trói chặt ông ta, sau đó lại dùng một lưỡi băng sát phù. Rõ ràng, dây xích vàng tím có thể trói buộc được lôi thần, ông ta quát một tiếng, toàn thân tỏa ra tiếp chớp vang dội, muốn thoát khỏi dây xích. Trông có vẻ như chỉ trong thời gian ngắn thì ông ta không thể thoát ra được. Lúc này, 3.000 lưỡi băng bỗng nhiên bay về phía ông ta. Lưỡi băng sát phù này được nói là có thể giết chết người từ thiên tiên trở xuống, Ngô Bình rất mong đợi hiệu quả của nó. Nhưng anh phải thất vọng rồi, khi lưỡi băng biến mất, lôi thần vẫn đứng đó chẳng hề gì. Ông ta nhìn Ngô Bình chằm chằm, giống giật chết. Thoáng chốc, đôi mắt ông ta bắn ra tia chớp, bắn về phía Ngô Bình. Ngô Bình vội dùng Ozila, ngăn cách lôi thần bên ngoài. Anh khẽ nhíu mày, đại biết đã biết được nguyên do, lôi thần có thể kiềm chế được lưỡi băng, vì vậy sát thương của nó đã giảm đi. Được thôi, cho ông chơi vui chút vậy. Anh lấy ra sát hồ, mở nút ra, bên trong bỗng. Chương 1991 thần tệ. Mặt người nhìn anh chằm chằm, trong đầu anh xuất hiện một con số, 30. Ngô Bình muốn chửi. Chỉ giết một người mà lấy anh tận 30 phù bảo, đúng là gian thương. Nhưng anh không còn cách nào khác, chỉ có thấy lấy ra 30 phù bảo đưa cho mặt người kia há miệng ăn vào, sau đó quay về trong hồ lô vàng. Thi thể của lôi thần đã rơi xuống đất, Ngô Bình vội đi xuống, cầm đầu của ông ta quan sát cẩn thận, anh muốn xem, thần và người phàm có gì khác nhau. Nhìn một lúc, anh lẩm bẩm nói đến cùng, vẫn là tiến hóa gen. Sau khi tu vi mình tăng lên, chắc chắn là mạnh hơn ông ta. Anh tìm kiếm trên người lôi thần, tìm ra một cái hộp kim loại, sau khi mở ra, bên trong có 3 lọ thuốc, vừa nhìn anh đã nhận ra, đây là gen cổ thần sau khi được tinh luyện. Không tệ, thứ này có thể đưa cho bố dùng.
anh cười nhặt lấy. Rồi lại tìm tòi, tìm ra một cái túi, đây là túi không gian thần kỳ, bên trong có hơn 15.000 đồng xu. Anh quan sát cẩn thận, đây là đồng xu đặc biệt, bên trên có dòng khí thần bí di chuyển. Trên mặt đồng xu có in ấn hình một người đàn ông phương Tây. Phương Tây gì, anh lầm bầm. Amado đi qua, nhìn thấy đồng xu thì hô lên, thần tệ. Ngô Bình nhìn Amado, anh biết nó sao? Amado kích động nói, cậu chủ, thần tệ này là loại tiền mà các vị thần sử dụng, là vô giá. Ngô Bình, ồ, thần tệ này lại đáng giá đến vậy sao, phải tiêu nói thế nào? Amado, nghe nói châu Âu có chợ phiên do một vị thần lập ra, có thể mua sắm hàng hóa ở đó. Ngô Bình gật đầu, thầm nhủ có thời gian nhất định phải đi chợ phiên châu Âu xem sao. Xử lý xong thi thể của lôi thần, Ngô Bình quay về sảnh lớn, anh nói Carlos, sau này anh phải nghe theo mệnh lệnh của Amado, giúp anh ấy kiểm soát cả vùng Mexico. Carlos, vâng, cậu chủ. Amado vô cùng vui mừng, hắn biết không lâu sau hắn có thể trở thành hoàng đế thế giới ngầm tại Mexico rồi. Mà tất cả mọi thứ này, đều là do Ngô Bình cho hắn. Cậu chủ tôn kính, Amado tôi nhất định trung thành với cậu. Hắn quỳ xuống đất. Ngô Bình, Amado, anh phân loại tài sản của Carlos đi, lấy ra một nửa chuyển vào tài khoản Hắc Thiên Giáo. Amado, cậu chủ, tôi bên này cần có nhiều trợ thủ hơn. Cậu biết đấy, ở thế giới ngầm, nắm đấm đại diện cho mọi thứ. Ngô Bình gật đầu, ngày mai, tôi sẽ cho anh thuốc biến đổi gen cấp S, cùng với một ít thuốc biến đổi gen cấp SSS. Amado vui mừng, cảm ơn cậu chủ. Sau đó, Ngô Bình cho Dương Kim chuyển giao tài sản cho Carlos, còn anh thì lấy ra một cái tiên đỉnh, bắt đầu luyện chế thuốc biến đổi gen. Lúc trước anh đã luyện được thần long dịch, gọi là thuốc số 1, đó là thuốc cấp SSSS cộng. Sau đó lại luyện chế được thuốc biến đổi gen ôn hòa, được gọi là thuốc số 2. Bây giờ, anh muốn luyện chế ra thuốc có hiệu quả yếu hơn chút, nhưng có thể luyện chế càng nhiều thuốc biến đổi gen cấp SS hơn. Luyện chế loại thuốc này không quá khó, được mệnh danh là thuốc số 3. Chương 1992 là ông trời thương xót tôi. Bận cả một buổi tối, sáng sớm ngày hôm sau, anh đã luyện chế được 100 lọ thuốc số 3, 10 lọ thuốc số 2, đều giao hết vào trong tay Amado. Thuốc do Ngô Bình luyện chế, tỷ lệ hiệu quả cao, chỉ cần là người có thể chất không tệ thì đều có thể hấp thụ. Không giống như thuốc trên thị trường, tỷ lệ tử vong cực cao, hiệu suất sử dụng lại rất thấp. Buổi trưa, anh tạm biệt với Lâm Băng Tiên, Trần Lăng Sương, cùng nhau ăn bữa cơm, buổi chiều thì quay về nước Á Mã. Dựa vào Dương Kim và Carlos, sức ảnh hưởng của Amado, phim nhị nữ được chiếu ở Nam Mỹ, doanh thu phòng vé tăng chóng mặt, trở thành thị trường phòng vé chỉ sau Đông Nam Á. Sau một tuần, phòng vé bùng nổi lên đến 3 tỷ đô la, trở thành bộ phim điện ảnh đứng đầu toàn cầu. Lúc rời khỏi Mexico, Ngô Bình cho Mông Trạch toàn quyền quản lý mọi mặt ở Bắc Mỹ, châu Mỹ, cũng trợ giúp Amado mở rộng địa bàn. Mexico là vùng đất kết nối Nam Bắc của châu Mỹ, nắm giữ được Mexico thì có thể kiểm soát và cân bằng được hai châu. Lúc quay về, các long vệ cưỡi nhân bì, Ngô Bình tự mình bay trên không. Linh lạc của anh đã mở ra hoàn toàn, thân thể xem như là một máy bay công nghệ cao vậy. Không lâu sau, nhân bì Viêm Dương đã bị bỏ xa, có đuổi thế nào cũng không kịp. Tốc độ của Ngô Bình càng lúc càng nhanh, bằng tốc độ âm thanh, rồi gấp đôi tốc độ âm thanh. Cuối cùng anh dùng tốc độ gấp 3 lần tốc độ âm thanh bay đi, một phút đã bay mười mấy km. Khoảng chừng 20 phút, bản thân anh đã đáp xuống trang viên nhà họ Lý. Anh bỗng từ trên trời đáp xuống, khiến Lý Niệm Tổ đang dắt chó đi dạo trong sân bị dọa sợ. Tiểu Bắc, sao con lại từ trên trời xuống vậy, ông ấy kinh ngạc hỏi. Ngô Bình, không có gì, con luyện nhảy cao thôi. Bố, ông nội đâu? Lý Niệm Tổ, ông con đang ở phòng khách gặp gỡ mấy người bạn cũ từ Nam Dương. Ngô Bình gật đầu, nói con đi xem thử. Trong phòng khách, mấy ông cụ nói chuyện cười vui, bọn họ đều là những người bạn mà Lý Vân Đầu từng quen được khi dốc sức phấn đấu lúc trẻ, quan hệ cũng không tệ. Ngô Bình đi qua, Lý Vân Đầu cười nói, Tiểu Bình đến rồi. Ông giới thiệu với cháu, đây đều là bạn bè cũ của ông cả. Ngô Bình lịch sự chào hỏi mọi người. Một ông lão bất bại cười nói, anh hùng xuất thiếu niên, chúc mừng anh Lý tìm được người kế thừa. Lý Vân Đầu cười nói, là ông trời thương xót tôi.
Ông lão bất bại kia nói, anh Lý, chúng ta nói chuyện chính đi. Mấy anh em già chúng ta đến đây, là muốn mời ông xuống núi. Lý Vân Đẩu, ồ, mời tôi xuống núi làm gì? Một ông lão mập mạp khác nói, anh Lý, tên họ Bối kia hiếp người quá đáng, ông ta muốn làm hội trưởng, mà đám người kia còn rất ủng hộ ông ta nữa. Ngô Bình biết, bọn họ đang nói là Tổng Thương hội Nam Dương. Đây là một tổ chức rất lớn, thành viên hỗ trợ lẫn nhau. Hội viên của thương hội, chia thành 3 cấp bậc, cao nhất là quản lý, có 20 người. Cấp thứ 2 là hội viên tinh anh, gần 400 người. Cấp thấp nhất là hội viên bình thường, có mấy nghìn người. Mỗi một hội viên đều bỏ ra một phần tiền bỏ vào ngân hàng Nam Dương. Hội viên bình thường bỏ ra 30 triệu, hội viên tinh anh bỏ ra 500 triệu, quản lý bỏ ra 5 tỷ, tổng cộng hơn 400 tỷ. Chương 1993 Bối Thế Hầu này có quan hệ với quân đội nước nào? Trải qua 50 năm phát triển, ngân hàng Nam Dương hiện tại có tài sản đến 1.000 tỷ đô la, dư nợ cho vay hơn 600 tỷ đô la, chủ yếu cung cấp các khoản vay với lãi suất thấp cho hội viên. Đương nhiên, các hội viên khác nhau có thể có mức vay khác nhau. Cấp bậc càng cao, đóng góp càng nhiều, mức vay có được sẽ càng cao. Lý Vân Đẩu nghe xong thì nói, mọi người à, hiện tại tôi đã không quan tâm đến chuyện của Nam Dương nữa rồi, các ông tìm tôi, chỉ sợ là nhầm nơi rồi. Lý Vân Đẩu cũng là quản lý của Tổng Thương hội Nam Dương, nhưng mấy năm nay ông ấy cũng không hỏi đến chuyện công việc Tổng Thương hội gì nữa. Không phải ông không muốn hỏi, mà là Tổng Thương hội Nam Dương đã sớm bị mấy người kia kiểm soát rồi, ông ít nhiều cũng đã bị loại trừ. Bây giờ, ông tự kinh doanh ở nhà mình tốt hơn nhiều, không thiếu vốn, nên không ra vào chuyện của thương hội. Nghe ông nói như vậy, mấy ông lão đều thở dài, anh một câu tôi một câu, muốn mở Lý Vân Đẩu xuống núi. Một người trong đó nói, anh Lý à, chẳng lẽ ông đã quên, năm đó Bối Thế Hầu đánh ông hai cái bạt tai rồi sao? Thù này, ông không muốn báo sao? Người cai nhắc đến chuyện cũ, sắc mặt Lý Vân Đẩu lập tức trở nên khó coi, ông lạnh lùng nói, tôi không quên, nhưng tôi xuất hiện thì thế nào? Mấy vị quân đội sau lưng Bối Thế Hầu kia, cho dù tôi có tiền, thì sao có thể đấu được với quân đội chứ? Ngô Bình nheo mắt, nói, ông nội, người kia từng ức hiếp ông sao? Lý Vân Đẩu xua tay, chuyện từ 10 năm trước rồi, không nhắc nữa. Thấy Ngô Bình hỏi, ông lão nhắc đến chuyện này lại nói, năm đó ông nội cậu là một trong những quản lý của thương hội, không nhìn nổi tên họ Bối kia cậy quyền cậy thế, chỉ nói vài câu đạo lý, kết quả tên họ Bối kia lập tức tát anh Lý hai cái bạt tai. Lúc đó một tên quân phiệt Lữ Tống dẫn binh xông vào, chúng tôi cũng chẳng dám nói gì. Ngô Bình, Bối Thế Hầu này ở thương hội có thân phận gì? Người kia nói, hội trưởng lúc trước là bố vợ ông ta, bây giờ nghỉ rồi, ông ta muốn tiếp nhận. Cậu nghĩ đi, lúc ông ta chưa làm hội trưởng mà đã kiêu căng vậy rồi, nhỡ đâu ông ta lên làm hội trưởng, trong thương hội này và ngân hàng Nam Dương chẳng phải biến thành của nhà họ Bối rồi sao? Ngô Bình hỏi Lý Vân Đẩu, ông nội, lúc đầu nhà chúng ta cũng bỏ tiền vào sao? Lý Vân Đẩu, đương nhiên, 5 tỷ đô la, một đồng cũng không thiếu. Ngô Bình gật đầu. Anh lại hỏi người đang ngồi kia, Bối Thế Hầu này trước giờ vẫn luôn ngang ngược vậy sao? Ông lão nói, đúng vậy, mười mấy năm rồi, ông ta vẫn cứ ngạo mạn như vậy. Ông ta cho người của mình thành lập hơn 100 công ty, sau đó điên cuồng vay tiền từ ngân hàng. Cuối cùng công ty cũng đóng rồi, ngân hàng lại lỗ mấy chục tỷ đô la. Chúng ta đều biết, tiền này đều vào trong túi ông ta cả. Ngô Bình, Bối Thế Hầu này có quan hệ với quân đội nước nào? Ông lão mập nói, khá nhiều, quân đội của Sư Thành, Xiêm La, Lữ Tống, Gia Hoa đều có quan hệ với ông ta không tệ. Ngô Bình, vậy thì rất kỳ lạ, một người cho dù có mạnh thế nào thì cũng rất khó duy trì quan hệ tốt với toàn bộ quân đội. Ông già lão mập mạp nói, cậu không biết đấy thôi, Bối Thế Hậu có một công ty mua bán vũ khí, ông ta có mối riêng của mình, có thể mua được vũ khí khá rẻ. Bọn quân phiệt đó thường xuyên hưởng chiết khấu từ ông ta thì đương nhiên phải đứng về phía ông ta rồi. Ngô Bình nói, tôi biết suy nghĩ của mọi người rồi, tôi sẽ thuyết phục ông nội tôi. Mọi người vui mừng, không ngừng khen ngợi Ngô Bình. Chương 1994 tìm dịp nào đó cháu sẽ đi cùng với ông. Lý Vân Đẩu liếc cháu trai, sau đó gọi anh đến thư phòng của mình nói, Tiểu Bình, cháu bộc chộp quá. Ngô Bình lạnh lùng nói, ông nội. Cháu không quan tâm đến thương hội hay ngân hàng Nam Dương gì đó, nhưng tên lưu manh đó từng đánh ông nội,
cháu nhất định phải giúp ông nội chút giận. Lý Vân Đầu phất tay, bị đánh mấy cái có là gì đâu, năm xưa ông nội còn từng khấu đầu với người ta nữa mà. Ngô Bình tròn mắt, ông nội, ông khấu đầu với ai? Lý Vân Đầu biết mình đã lỡ lời, vội nói, không, không có, ông nhớ nhầm. Ngô Bình mỉm cười, nói, ông nội, ông biết năng lực của cháu mà, ông không nói thì cháu cũng có thể điều tra ra như thường. Lý Vân Đầu hết cách, nói con người có lúc phải cúi đầu, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi. Ngô Bình, không thể cho qua được, ông nội, ông mau nói cho cháu biết đi. Lý Vân Đầu chỉ đành kể lại chuyện năm xưa. Thì ra năm xưa, lúc Lý Vân Đầu tầm 40 tuổi, ông đã đến Gia Hoa để mưu sinh trước. Ông rất biết tính toán, chưa được mấy năm đã nắm giữ tài sản trên 100 triệu. Lúc đó, Gia Hoa không thân thiện với người Viêm Long, vì việc làm ăn của ông ảnh hưởng đến Tổng thống đương thời của Gia Hoa, Suharto. Suharto cho người bắt Lý Vân Đầu lại, đưa đến trước mặt ông ta. Ông ta bắt Lý Vân Đầu quỳ xuống, nhét súng vào miệng ông, hỏi ông có sợ chết không? Lúc đó Lý Vân Đầu sợ đến mất hồn, không dám nói lời nào. Cuối cùng ông giao ra tất cả số tiền mình kiếm được, mới miễn cưỡng giữ được tính mạng, dù vậy nhưng ông vẫn bị đánh gãy một chân. Sau khi rời khỏi Gia Hoa, Lý Vân Đầu mới đến Á Mã phát triển. Á Mã đối xử với người Viêm Long không tệ, ông đã nhanh chóng vực dậy ở đây, gây dựng nên đế quốc thương nghiệp Lý Thị. Ngô Bình cười lạnh lùng, Suharto, chắc lão già này cũng hơn 90 tuổi rồi ông nhỉ. Lý Vân Đầu, cũng phải 90 mấy tuổi rồi. Con cháu của ông ta đều là đại gia của Gia Hoa, tổng tài sản của gia tộc có hơn 100 tỷ đô, là thế lực lớn ở đó. Ngô Bình, cháu nhớ mấy chục năm trước, Suharto đã giết mấy triệu người Viêm Long. Lý Vân Đầu, đúng vậy, ông ta là tên quân phiệt đáng sợ, đương nhiên muốn giết ai thì giết thôi. Ây, thế giới này vốn là như vậy, cá lớn nuốt cá bé. Tiểu Bình à, ông nội hy vọng cháu bình an thôi, những thứ khác đều không quan trọng. Ngô Bình mỉm cười, đáp ông nội, bây giờ cháu lợi hại lắm, người phàm không đấu lại cháu được. Chức hội trưởng thương hội này sẽ giao cho ông nội nắm giữ. Lý Vân Đầu, thôi được, nếu cháu đã có ý này thì ông nội sẽ đứng ra làm. Ngô Bình, tìm dịp nào đó cháu sẽ đi cùng với ông. Hai ông cháu quay về phòng khách, Lý Vân Đầu mỉm cười, nói các vị lão huynh đệ, tôi quyết định ra. Chương 1995, tôi tên Lý Huyền Bình. Trưa đó, Lý Vân Đầu mở tiệc mời mọi người, Ngô Bình kéo theo Lý Niệm Tổ đến uống rượu cùng họ còn anh thì đi tìm Lý Mai. Lúc này Lý Mai đang ở tổng bộ của tập đoàn, Ngô Bình gọi điện báo rồi chạy xe qua tìm cô ấy. Tòa nhà Vân Thiên, tổng bộ của tập đoàn Lý Thị nằm ở Á Mã. Tòa nhà có 100 tầng, diện tích xây dựng là 1.050.000 m², bao gồm cả trung tâm mua sắm, trung tâm vui chơi, cùng hơn 6.800 bãi đỗ xe. Tòa nhà Vân Thiên là tài sản trong thời kỳ đỉnh cao của tập đoàn Lý Thị, đã được xây dựng 10 năm, hiện tại, mỗi năm nó có thể đem về cho tập đoàn Lý Thị mấy trăm triệu đô tiền cho thuê. Ở Đông Nam Á, ngoài sư thành ra thì kinh tế của nước Á Mã có thể nói là không tồi và một nửa công lao trong đó là của người Viêm Long. Nước Á Mã có hơn 8 triệu người Viêm Long cư trú, họ cần cù, thông minh, chiếm hơn 80% những người giàu trong xã hội của nước Á Mã. Lý Vân Đầu là một trong những đại diện nổi trội. Ngô Bình chạy chiếc xe máy 1.500cc phân khối của Lý Hoàng Đào, tính năng của nó rất khá, vẻ ngoài cũng rất bụi bặm. Chiếc xe phóng băng băng trên đường, vượt qua những chiếc xe hơi, chỉ mất mười mấy phút là đến tòa nhà Vân Thiên. Sau đó, anh đi thang máy lên văn phòng làm việc của Lý Mai ở tầng thứ 26. Lúc anh bước vào thang máy mới phát hiện muốn lên tầng 26 thì phải quét thẻ, thế là anh đến sảnh lớn ở tầng 1 trước, nói với bảo vệ, anh ơi, giúp tôi quét thẻ cho tầng 26 với. Bảo vệ tầm 40 tuổi, đã làm việc ở tòa nhà này 20 năm rồi, vô cùng chuyên nghiệp. Anh ấy lịch sự nói, thưa anh đến tầng 26 để tìm người sao? Ngô Bình, tôi tìm chủ tịch Lý Mai. Bảo vệ hơi ngạc nhiên, nói chủ tịch Lý sao? Xin hỏi nên xưng hô với anh thế nào? Để tôi gọi điện thoại hỏi trước. Ngô Bình, tôi tên Lý Huyền Bình. Bảo vệ nghe thấy cái tên Lý Huyền Bình thì giật mình, anh ấy vội khom lưng 90 độ cậu chủ. Ngô Bình hơi bất ngờ, anh biết tôi sao? Bảo vệ nói với vẻ mặt kích động, đương nhiên tôi từng nghe đến tên của cậu chủ. Xin lỗi cậu chủ,
tôi không biết là anh, tôi sẽ đưa anh lên đó ngay. Ngô Bình mỉm cười, ừ, phiền anh rồi. Bảo vệ không ngờ cậu chủ lại dễ dãi như thế, anh ấy bước đến trước cửa thang máy, nhấn nút thang máy chuyên dụng. Chỉ có người trong nội bộ tập đoàn mới có thể dùng thang máy chuyên dụng và có thể đến thẳng tầng đặt văn phòng làm việc. Lúc thang máy xuống, một người đàn ông tầm 30 tuổi, mặc vest, mang giày tây, cao to điển trai từ bên trong bước ra. Bảo vệ vội chào, chào giám đốc Trương. Giám đốc Trương gật đầu, sau đó để ý thấy dáng vẻ cung kính của anh bảo vệ đối với Ngô Bình thì hỏi, anh đưa người lên sao? Bảo vệ vội đáp, vâng, thưa giám đốc Trương, đây là cậu chủ. Giám đốc Trương giật mình, vội cung kính chào, cậu chủ, tôi là giám đốc phòng sản xuất của tập đoàn, tên Trương Kình. Ngô Bình mỉm cười, nói, chào giám đốc Trương. Anh nói xong thì bước vào thang máy. Giám đốc Trương vốn dĩ định ra ngoài làm việc, giờ gặp cậu chủ thì lập tức đi theo, mỉm cười, nói, cậu chủ, để tôi đưa anh lên đó. Chương 1996 gã chạm vào em bằng cái tay nào. Bảo vệ khó chịu, hiếm khi anh ấy mới có cơ hội nịnh cậu chủ, vậy mà lại bị người ta cướp mất. Giám đốc Trương là người mà anh ấy không thể đụng chạm, vì vậy anh ấy không dám nói gì, chỉ ngoan ngoãn lui ra khỏi thang máy. Thang máy đi lên, Ngô Bình nói, đến tầng 26, có Lý Mai ở đó không? Trương Kình đã nghe nói về nhân vật Lý Mai nắm thực quyền này từ lâu, cô ấy đã có hôn ước với cậu chủ Lý Huyền Bình, chắc anh đến để thăm vợ chưa cưới. Anh ta lập tức đáp, cậu chủ tịch Lý đang gặp khách hàng. Ngô Bình, ừ, chị ấy biết tôi đến mà còn gặp khách hàng, xem ra hội nghị này rất quan trọng. Trương Kình nói, đúng vậy cậu chủ, người mà hôm nay chủ tịch Lý cần gặp mặt là cậu hai của tập đoàn Siêu Thiên. Hai người họ đang nói chuyện thì thang máy đã đến tầng 26. Trương Kình mời Ngô Bình vào văn phòng của Lý Mai. Phòng làm việc chia ra hai phần trong và ngoài, lúc này Lý Mai đang gặp khách hàng ở bên trong. Trương Kính rót nước cho Ngô Bình rồi đứng chầu trực bên cạnh. Ngô Bình phất tay, giám đốc Trương, anh đi làm việc trước đi, cứ để kệ tôi. Trương Kính cười nói, cậu cả, đây là lần đầu tiên cậu tới nơi này, tôi phải có phúc lắm mới được nhìn thấy cậu. Nhiệm vụ hiện giờ của tôi chính là phục vụ cậu, thế nên tôi không đi đâu hết. Ngô Bình bật cười, hỏi anh ta, tập đoàn Siêu Thiên có gốc khác thế nào, muốn bàn chuyện gì với chúng ta? Trương Kính đáp, tập đoàn Siêu Thiên do Tạ Thị ở Gia Hoa sáng lập, chủ yếu buôn bán các mặt hàng thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe, còn là một công ty lớn trong lĩnh vực hàng hóa toàn cầu với doanh thu lên đến hơn 100 tỷ đô la, có rất nhiều công ty con ở khắp mọi nơi. Ngô Bình, bên họ có hợp tác gì với chúng ta à? Trương Kính, vâng, tập đoàn Siêu Thiên có tầm ảnh hưởng rất lớn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hiện tại tập đoàn Lý Thị đang có dự định bước chân vào lĩnh vực này. Tất nhiên sẽ muốn hợp tác với bên họ. Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì cửa bỗng mở ra, Lý Mai chạy sộc ra ngoài trong bộ dạng áo quần sộc sịch, ánh mắt xinh đẹp ướt át. Bám theo cô là một người đàn ông chừng 27-28 tuổi, gã ta giơ tay muốn kéo Lý Mai nhưng bị cô né tránh. Gã đàn ông cợt nhả, cô Lý, tôi mới đùa có tí mà đã giận rồi à. Lý Mai vừa liếc thấy Ngô Bình lập tức bước nhanh tới, nhỏ nhẹ hỏi, chồng yêu, anh đến từ bao giờ thế? Ngô Bình, vừa tới thôi. Sao thế? Anh đứng dậy, nhìn chằm chằm gã đàn ông kia. Gã đàn ông chính là cậu hai của tập đoàn Siêu Thiên. Vừa nghe thấy Lý Mai gọi Ngô Bình là chồng, gã cười lạnh, đây chính là thằng nhóc nhà họ Lý trong lời đồn đó ư. Lý Mai nhỏ giọng nói, hai bên đang bàn chuyện làm ăn thì tự dưng gã động tay động chân với em. Trong mắt Ngô Bình lóe lên vẻ lạnh lùng, anh hỏi, gã chạm vào em bằng cái tay nào? Lý Mai, tay phải. Chương 1997 xin cậu tha mạng. Ngô Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, cất lời, tự bẻ tay phải, có thế thì nhà họ Tạ các anh mới thoát nạn. Gã đàn ông thoáng sử sốt, nhưng lại lập tức giận dữ ngay được, nhóc con, mày nói gì cơ? Bảo tao tự bẻ tay mình, mày ngu hay điên thế hả? Ở trước mặt nhà họ Tạ bọn tao thì họ Lý nhà mày còn chẳng bằng cái đinh gì. Sau đó gã vung tay lên, giữ chặt thằng nhóc đó cho tao. Một người đàn ông đen gầy sau lưng cậu hai Tạ bước ra, trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, khuỷu tay và đầu gối có vết chai rất dày, có thể thấy là một cao thủ về quyền cước xiêm la. Hắn ta giơ tay muốn túm chặt bả vai Ngô Bình, cùng lúc đó nâng đầu gối lên tính huyết vào bụng anh, động tác vừa nhanh vừa thâm độc.
Ngô Bình vừa ấn giữ tay, cao thủ quyền cước kia đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó quỳ sụp xuống đất phát ra tiếng bịch rõ to. Mồ hôi lạnh trên trán túa ròng ròng, hắn ta run giọng nói, xin cậu tha mạng. Hóa ra Ngô Bình đã dồn sức lực khá lớn hệt như núi Thái Sơn đè nặng xuống khiến hắn ta cảm nhận được sự chênh lệch giữa hai bên, rõ ràng bọn họ không phải người có cùng cấp bậc. Nếu nói hắn ta là một con sâu gióm, vậy thì Ngô Bình chính là rồng thần, đối phương vốn dĩ còn chẳng buồn liếc nhìn hắn ta. Ngô Bình thản nhiên nói, đi, bẻ tay phải của gã ta. Người đàn ông trên sàn không chút do dự đứng dậy, túm lấy cổ tay cậu hai tạ rồi dùng sức bẻ. Rắc! Cổ tay cậu hai tạ gãy lộ cả xương trắng, khiến gã đau đến mức kêu la thảm thiết. Ngô Bình nhìn chằm chằm gã, thản nhiên nói, cút. Cậu hai tạ lảo đảo rời đi, chứng kiến nguyên quá trình, Trương Kính đứng một bên đã sợ đến mức choáng váng, đó là cậu cả luôn hiền hòa đấy ư. Vừa nói một câu là đã bẻ gãy luôn tay cậu hai nhà họ tạ. Lý Mai khẽ thở dài, sau đó cất lời, vốn định bàn chuyện hợp tác với nhà họ tạ, xem ra giờ hết cơ hội rồi. Ngô Bình hỏi, em không sao chứ? Lý Mai lắc đầu, chồng à, thật ra anh không cần làm vậy đâu. Bản tính của tên Tạ Quốc Hiền kia vốn thế, em đã đoán trước được rồi. Ngô Bình lạnh nhạt nói, dám sờ mó vợ anh không giết đã là từ bi lắm rồi. À, em bàn chuyện gì với gã thế? Lý Mai, chẳng phải anh mới làm ra sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho tập đoàn Miêu Dược đó sao? Em đã bàn với Đào Như Tuyết rồi, tập đoàn Lý Thị sẽ đại diện toàn bộ dược phẩm cũng như sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại khu vực Đông Nam Á của tập đoàn Miêu Dược. Tập đoàn Lý Thị nắm giữ 25% cổ phần của tập đoàn Miêu Dược, ngoài ra còn có 10% trong tay Ngô Bình, mối quan hệ giữa hai bên vô cùng mật thiết. Ngô Bình, thế nên em muốn sử dụng kênh bán lẻ của nhà họ Tạ. Lý Mai gật đầu, đúng vậy. Nhà họ Tạ có đến mấy nghìn tiệm thuốc, hơn 300 bệnh viện tại Đông Nam Á, nếu có thể hợp tác thì vô cùng có lợi đối với việc kinh doanh của chúng ta. Ngô Bình, em cứ yên tâm, nhà họ Tạ sẽ ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta thôi. Chương 1998 sao đột nhiên em lại muốn sinh con? Lý Mai gật đầu, thấy Trương Kính vẫn đứng bên cạnh, cô bèn nói, giám đốc Trương, anh ra ngoài trước đi. Trương Kính đáp, vâng. Lý Mai đóng cửa, quay lại nhào vào ngực Ngô Bình, thỏ thẻ, chồng ơi, sao anh lại rảnh rang mà tới tìm em thế này? Ngô Bình, đưa tiền cho em chứ sao? Lý Mai cười, đưa tiền, tiền gì cơ? Ngô Bình, kho bạc của anh có chút tiền. Gốc gác của nó không chính đáng cho lắm, cần phải tiêu xài mới được. Ánh mắt Lý Mai sáng lên, có bao nhiêu? Ngô Bình, nhiều lắm, chắc khoảng mấy trăm tỷ đô. Lý Mai mỉm cười, thế thì quá dễ, chẳng phải chúng ta đang định xây dựng khu mới sao? Nếu đầu tư vào bất động sản thì ít nhất cũng cần 300 tỷ. Và lại anh còn muốn làm xe hơi năng lượng mới nữa mà. Đó cũng có thể coi như một hạng mục đốt tiền, rồi còn chip nữa. Hàng năm nước Viêm Long nhập khẩu đến 300-400 tỷ đô tiền chip, nhu cầu rất lớn, chúng ta cũng có thể làm vậy. Tất nhiên cách đơn giản nhất chính là đầu tư khắp các nơi trên thế giới. Cả hai trò chuyện một lát, rồi vào đến buồng trong, còn đóng cửa lại. Một tiếng rưỡi sau, Lý Mai vừa chỉnh trang lại quần áo vừa bước ra khỏi phòng, nhưng bước chân có phần liêu xiêu như thể mới mệt nhọc quá độ, hao mất không ít sức lực. Lý Mai lên tiếng, chồng nè. Loại thuốc lần trước có thể sản xuất với số lượng lớn không? Ngô Bình biết cô đờn ác nhắc đến thứ gì, đó chính là loại thuốc có thể khiến người ta vui vẻ gấp 10 lần, thế nên anh nói, chi phí quá cao, không thể sản xuất với số lượng lớn, chúng ta tự dùng thôi. Lý Mai tiếc nuối nói, nếu có thể sản xuất nhiều thì chắc chắn loại thuốc đó sẽ nổi khắp thế giới. Ngô Bình, thứ đó trái phép, không đáng để nhắc tới. À mà, thị trường Đông Nam Á quá nhỏ. Nếu nhà họ Lý muốn phát triển thì vẫn nên quay về Viêm Long. Tổng lượng kinh tế ở Viêm Long gấp đến 6 lần cả Đông Nam Á. Lý Mai gật đầu, chúng ta đã thu nhỏ, chiến tuyến, rồi, ngoài những sản nghiệp cốt lõi ra, số còn lại đều đang bán tháo. Cô vừa nói vừa chỉnh lại trang phục giúp Ngô Bình, còn tỉ mỉ lau sạch vết son trên mặt anh, sau đó cười bảo, chồng yêu, chúng ta sinh một đứa nhé. Ngô Bình giật nảy mình, sao đột nhiên em lại muốn sinh con? Lý Mai cười đáp, anh yêu tú vậy cơ mà, chắc chắn con chúng ta sẽ vừa thông minh vừa đáng yêu. Ngô Bình gãi gãi đầu, đợi thêm một thời gian nữa đã, chuyện quan trọng cần phải suy nghĩ thật kỹ.
Cả hai đang trò chuyện dở dang thì bỗng nghe thấy có người. Chương 1999 đến vừa lúc. Trương Kình cười nói, cậu chủ, đây là tinh thạch màu, chỉ có riêng ở Đông Nam Á, sản lượng không cao nhưng cực kỳ đẹp. Lý Mai biết nó, cũng nói tinh thạch màu này cũng không rẻ, chỉ một mảnh nhỏ đã có thể bán mấy trăm đô la. Ngô Bình cầm lấy một cục quan sát, phát hiện bên trong có chút năng lượng, cảm giác kỹ hơn thì cho ra kết luận nó thuộc về một thứ cực kỳ quý báu trong giới tu hành, đó là nguyên lực. Bình thường nó đều tồn tại dưới dạng nguyên thạch trong tự nhiên. Nguyên thạch có rất nhiều loại, mỗi loại đều chứa một loại năng lượng. Nguyên lực có giá trị cực cao với tu hành, luyện đan, vẽ trận pháp. Có thể nói nó là vật cần có của người tu hành. Có điều, nguyên thạch lại có số lượng cực kỳ thưa thớt ở giới tu hành, giá cả đắt đỏ. Một miếng to bằng ngón tay cái rẻ nhất cũng phải bán trên trăm tiền bùa. Ngô Bình không ngờ bên trong tinh thạch màu lại chứa một luồng nguyên lực. Anh bình tĩnh hỏi, giám đốc Trương, mỗi năm Đông Nam Á sản xuất bao nhiêu tinh thạch màu? Trương Kình đáp, chưa tính toán kỹ, nhưng hồi còn bé tôi thường xuyên chơi cục đá này nên sản lượng hẳn cũng không ít. Mỗi năm chắc ít nhất cũng phải mấy tấn. Ngô Bình nói, giám đốc Trương, tôi giao cho anh một cái nhiệm vụ, anh hãy thu mua số lượng lớn loại tinh thạch màu này trong toàn bộ Đông Nam Á, bất kể giá cả thế nào. Tuy Trương Kình không hiểu, nhưng anh ta vẫn lập tức đáp, vâng. Chỉ là cậu chủ, một khi thu mua số lượng lớn thì giá cả của nó sẽ tăng mạnh. Ngô Bình nói, tăng giá cũng không sao, tôi cho anh 1 tỷ đô la trước, anh cứ mặc sức mua. Chỉ có giá cao thì dân chúng Đông Nam Á mới bằng lòng bỏ sức đi đào móc tinh thạch màu. Trương Kình đáp, vâng thưa cậu chủ, tôi sẽ đi làm ngay. Trương Kình đi rồi Lý Mai mới hỏi, chồng à, tại sao anh lại muốn mua tinh thạch màu? Ngô Bình đáp, trong tinh thạch màu đó chứa một loại năng lượng, tuy rất ít nhưng chỉ cần tìm được đủ nhiều thì anh có thể lấy ra nguyên thạch. Mà nguyên thạch lại có tác dụng rất lớn với anh. Lý Mai, vậy hả? Trương Kình kia rất có năng lực, anh ta làm việc thì anh có thể yên tâm. Lúc này, điện thoại trong văn phòng chợt vang lên. Lý Mai cầm lên, bên trong truyền ra tiếng của đội trưởng đội bảo vệ. Giám đốc Lý, ông chủ Tạ của tập đoàn Siêu Thiên muốn gặp cô. Giờ đang ở dưới lầu. Lý Mai bảo, để họ lên đây đi. Ngô Bình cũng nghe được, mở miệng nói, người của nhà họ Tạ quả nhiên đến đây. Lý Mai nhìn anh nói, chồng ơi, anh chém đứt tay của Tạ Quốc Hiền nên nhà họ Tạ chắc chắn là đến trả thù. Ngô Bình cười lạnh, đến vừa lúc. Trong phòng tiếp khách, một ông lão hơn 60 tuổi dẫn theo một đống người hùng hổ xông vào, đằng sau còn có một đám binh lính vác súng và một gã đại tá. Bên cạnh ông lão là Tạ Quốc Hiền đã được băng bó đang nhìn chằm chằm Ngô Bình với vẻ mặt oán hận. Ông lão lạnh lùng hỏi, mày chính là thằng con hoang nhà họ Lý. Là mày đánh con trai tao bị thương. Chát! Chương 2000 cảm ơn thượng tiên. Ngô Bình giơ tay tát một cái, ông lão đã bị đánh bay, xoay tròn trên không 180 độ rồi rớt xuống đất như một con chó, nát cả hàm răng, đầu óc kêu lên ong ong, hai mắt dại ra, thất khiếu đổ máu. Đám binh lính thấy vậy đều hoảng sợ, gã đại tá kia lập tức quát, giơ tay lên. Ngô Bình liếc gã, lạnh lùng nói, quỳ xuống. Anh vừa mở miệng, võ hồn Hạo Thiên lập tức phát động. Hạo Thiên thần lực cộng với uy áp của võ hồn trực tiếp khiến linh hồn gã đại tá kia run rẩy, không thể không quỳ xuống. Những người còn lại giật mình, chuyện gì thế này? Ngô Bình lại nhìn về phía Tạ Quốc Hiền nói, lá gan của mày cũng lớn đấy, vậy mà lại dám đến tìm tao trả thù, can đảm đó. Tạ Quốc Hiền cả giận, mày dám đánh bố tao à, mày? Ngô Bình lạnh nhạt nói, ông chủ Tạ, đứng lên đi. Ông lão kia run lên, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, ban nãy, tôi đã có nhiều điều xúc phạm, mong thượng tiên đừng trách tội. Tạ Uy mười mấy tuổi đã ra đời, hiểu biết sâu rộng, lập tức biết người trước mặt là người tu hành, mình hoàn toàn không thể chọc vào. Ngô Bình nhàn nhạt nói, không dám. Ông lão chật vật đứng lên, kính cẩn cúi chào Ngô Bình, tôi tên Tạ Uy, ra mắt thượng tiên. Ngô Bình hỏi, tôi đánh con trai ông không tức giận à? Tạ Uy vội vàng nói, thằng con tôi vẫn luôn không hiểu chuyện, đắc tội thượng tiên, mong ngài chớ trách. Tạ Quốc Hiền ngây người, nói, bố, người. Câm miệng, quỳ xuống cho tao, nói xin lỗi thượng tiên đi, Tạ Uy quát. Tạ Quốc Hiền kinh ngạc, quỳ xuống theo bản năng rồi run rẩy nói, anh Lý, xin lỗi anh.
Ngô Bình, ừ, biết sai có thể sửa, vẫn còn đào tạo được. Tạ Uy cũng nói, thượng tiên không tức giận là tốt rồi. Ngô Bình ngồi xuống sofa nói, tập đoàn Lý thì chúng tôi muốn cho ra thị trường mấy loại thuốc, muốn hợp tác với nhà họ Tạ ông, được không? Tạ Uy cười, đương nhiên là không thành vấn đề, mà nhà họ Tạ tôi cũng sẽ không thu phí trung gian, bán bao nhiêu cũng sẽ nhận về được bấy nhiêu. Ngô Bình vô cùng hài lòng nói, được, ông chủ Tạ đúng là một người thông minh. Anh ném cho ông ta một cái bình thuốc bảo, cái này cho ông. Tạ Uy ngó cái bình hỏi, thượng tiên, đây là... Ngô Bình đây là vừa đấm vừa xoa, đáp trường sinh tán, chắc ông cũng có nghe nói nhỉ. Tạ Uy mừng rỡ, ông ta đương nhiên biết nó, ông ta thậm chí còn là một... Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.